Hồi 236, trai la sát toàn là đồ bỏ. Vì tiểu bảo tức mình thoá mạ, tổ bà nó, thằng cha á nhĩ tử kê gì đó quả là quỷ kế đa đoan. Lần sau còn gặp hắn phải xét kỹ mới được. Văn kiện bí mật hắn giấu ở chỗ nào? Đông Quốc Cương đã bọn người la sát đầu hàng trước khi vào triều kiến hoàng thượng dĩ nhiên đã bị bọn ngự tiền thị vệ lục soát trong mình rất kỹ. Người ta moi móc cả trong túng dâu, mớ tóc. Chúng còn phải tụt giày cởi quần để thị vệ khám xét, không sót một chỗ nào. Bọn người phiên bang lòng dạ hiểm sâu khôn lường, chỉ sơ hở một chút để chúng mang lợi khí trong mình thì nguy hiểm vô cùng. Lão dừng lại một chút rồi tiếp tên Á Nhĩ Thanh Tư cơ này dĩ nhiên cũng bị lục soát như ai. Trong người hắn chẳng có vật gì, nhưng đức hoàng thượng rất tinh tế, ngài thấy trên vai bên phải hắn cao gồ lên một chút. Thỉnh thoảng hắn lại liếc mắt nhìn vào chỗ đó, hoàng thượng liền hỏi hắn: trên cánh tay có vật gì? Á nhỉ thanh tư cơ kéo tay áo lên, cánh tay hắn buộc băng vải thật dày. Hắn nói là đã bị thương ở nhã tát khắc, vì tiểu bảo hỏi hắn giấu văn kiện trên vai hay sao? Đồng quốc cương kể tiếp, hoàng thượng bảo hắn tiến gần lại rồi bóp mạnh cánh tay hắn một cái. Á nhĩ thanh tư cơ la lên một tiếng, úi trao, nhưng tiếng la không lộ vẻ gì đau đớn. Vì tiểu bảo bật cười nói, thú thật tên quỷ la sát này giả vờ bị thương rồi đông quốc cương nói nhất định là thế hoàng thượng liền sai thị vệ cởi bỏ băng quấn trên cánh tay hắn ra lập tức mặt hắn tái mét toàn thân run bần bật đông quốc cương nói tới đây nhìn vi tiểu bảo hỏi vì đại soái đại soái thử đoán xem ai nhĩ thanh tư cơ đã giấu vật gì dưới lần băng đó vi tiểu bảo đáp khâm sai vừa nói trong người hắn có văn kiện bí mật phải chăng là cái đó đông quốc cương vỗ tay cười nói chính thị trách nào hoàng thượng thường khen ngợi đại soái rất thông minh quả nhiên đoán việc gì cũng trúng á nhĩ thanh tư cơ giấu một văn kiện bí mật dưới lần băng tay kia văn kiện này là một đạo mật dụ của sa hoàng nước la sát hửi cho hắn đông quốc cương kể tiếp hoàng thượng liền gọi giáo sĩ hà lan dịch văn kiện đó ra hán văn bản sao tiểu đệ có đem tới đây Lão nói rồi lấy bản văn kia ra lớn tiếng đọc, người nên nói cho Hoàng đế Trung Quốc biết rằng, Nga Hoàng bệ hạ thống lĩnh toàn bộ Đại Nga La Tư, Tiểu Nga La Tư, Bạch Nga La Tư, độc tài đại quân chủ Hoàng đế cùng đại vương kiêm trị nhiều nước, quyền oai rất lớn bao trùm cả những nước xa xôi. Rất nhiều quân vương các nước đã được đặt dưới quyền thống trị tối cao của Đại Hoàng đế bệ hạ. Vậy Hoàng đế Trung Quốc cũng nên cầu khẩn được lĩnh ơn huệ của Đại Hoàng đế bệ hạ như toàn bộ Đại Nga La Tư tiểu Nga La Tư, Bạch Nga La Tư. Đại Hoàng đế Bệ Hạ sẽ hết lòng bảo vệ cho Hoàng đế Trung Quốc được hưởng Hoàng ân bát ngát và giữ cho địch nhân khỏi xâm phạm cương thù. Hoàng đế Trung Quốc chỉ phải chiều cống đại quân chủ Bệ Hạ là vĩnh viễn bình yên vô sự. Ngoài ra Đại Hoàng đế Bệ Hạ còn ưng chuẩn cho những thuộc quốc được doanh thương tự do ở Trung Quốc. Ngược lại, Trung Quốc Hoàng đế cũng chuẩn cho sứ thần của Đại Hoàng đế Bệ Hạ được đi lại không bị cản trở ngươi lấy thư phúc đáp của hoàng đế trung quốc đưa về trình đại hoàng đế bệ hạ đông quốc cương cứ đọc một câu là vi tiểu bảo lại mắng một tiếng thối lắm lão đọc hết bàn mật dụ không hiểu vi tiểu bảo đã mắng bao nhiêu câu thối lắm đông quốc cương lại nói hoàng thượng phán rằng người la sát dã tâm bồng bột lại cực kỳ vô lễ vị hoàng đế la sát gia đạo mật dụ này là phụ thân của hai vị sa hoàng hiện nay vị hoàng đế kia đã chết rồi khi ấy họ chưa hiểu người trung quốc ta lợi hại nên mới coi thường nhưng hiện nay người la sát đã nếm mùi đau khổ chắc không dám cản dỡ như trước nữa có điều khi nghị hòa cùng chúng ta cần phải vừa cương vừa ngu, chớ có khinh suất vì tiểu bảo nói đúng thế hoàng thượng đã dặn dò như vậy thì chúng ta cứ việc tát vào mặt đá đít bọn chúng đồng thời còn đập vai sửa lưng chúng nữa đông quốc cương nói vị nữ nhấp chính vương la sát cũng rảo quyệt vô cùng Y giả vờ không biết thành nhã tát khắc đã bị chúng ta hạ rồi, nói là hạ lệnh cho binh tướng la sát không được giao phong với quân ta. Như ngư đã khôn lại không ngoan, trong quốc thư để lòi đuôi ở câu, xin hoàng thượng trả những người la sát bị bắt về cho họ chính pháp. Vì tiểu bảo cười đáp đâu có chuyện dễ dàng thế được, y tặng cho tiểu đệ mấy tấm gia điêu, vài viên bảo thạch mà bảo là trọng lễ thứ nhì để đòi thả quân binh của y mà được ư. Đồng quốc cương nói. Hoàng thượng dặn bảo, người La Sát đã cầu hòa thì mình nghị hòa với họ cũng không sao. Nhưng chúng ta phải đem đại quân đi để họ cùng ký điều ước. Thành Hạ Chi Minh, vì tiểu bảo hỏi, Thành Hạ Chi Minh là cái gì? Đông Quốc Cương đáp, hai nước giao binh, đại quân bên ta vây thành chỉ phiên bang. Phiên bang xin hòa, ta cùng họ ký hòa ước ở dưới chân thành. Cái đó kêu bằng, Thành Hạ Chi Minh. Phiên bang tuy không đầu hàng, nhưng thế là đã nhận thua vì tiểu bảo nói à thì ra thế thực tình chúng ta ra quân hạ ni bố sở cũng chẳng khó gì đông quốc cương đáp hoàng thượng phán bảo muốn thắng mấy trận nữa kể ra mình đã nắm vững nhưng la sát là một nước lớn trên thế giới hiện nay có rất nhiều nước nhỏ bị đặt dưới quyền thống trị nếu bọn họ thua xiềng liềng ở mặt đông thì oai phong bị tổn thương rất lớn khiến cho những nước nhỏ thuộc quyền bất phục trường hợp này mà xảy ra tất la sát phải kéo đại quân đến báo thủm gây nên nạn binh hỏa lâu dài, lại đưa đến nỗi cửu địch khó bề thu thập, chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Lão dừng lại một chút rồi tiếc Đức Hoàng thượng đã thẩm vấn A Nhĩ Thanh Tư Cơ và biết rằng phía tây nước La Sát có một nước lớn nữa là nước Thụy Điển. La Sát và Thụy Điển đang lâm vào tình trạng căng thẳng, chỉ va chạm thêm một chút là chiến tranh bùng nổ. Nếu La Sát bị cả hai mặt đông tây giáp công tất phải điên đầu chúng ta nhân cơ hội này ký hòa ước với la sát là chiếm phần tiện nghi nhiều lắm ít gia bình khỏi lo về mặt bắc và giữ được thái bình hàng trăm năm vì tiểu bảo sau mấy trận đại thắng những muốn thừa thế xông lên tấn công hạ thành nghi bố sơ gã nghe nói hoàng thượng thuận cho la sát cầu hòa không khỏi cụt hứng đây là quyết sách của hoàng đế thì gã muốn ngồi trong cái gì để quyết thắng ra ngoài cái gì cũng đành đình chỉ vì chẳng khi nào kẻ vi thần dám chống lại mệnh lệnh của nhà vua. Rồi gã lại nghĩ, lão là mẫu cửu của hoàng thượng, đồng thời cũng là mẫu cửu của cô vợ ta. Kể theo vai vế, lão là trưởng bối trên ta một bậc. Mặt khác lão là nhất đẳng công, còn ta vừa mới được thăng nhị đẳng công. Thế mà phía này đi nghị hòa với la sát, hoàng thượng lại phái lão làm phó cho ta, là ngài nể mặt ta lắm. Gã nghĩ tới chi tiết đó, trong lòng rất lấy làm đắc ý nguyên phụ thân của đông quốc cương là đông đồ lại đông đồ lại là phụ thân của hiếu khang hoàng hậu mẹ vua khang hy cũng dòng hán tộc vì thế mà người ta nói huyết thống vua khang hy nửa phần là mãn nửa phần là hán hiện nay đông đồ lại chết rồi đông quốc cương tập ấm được phong làm nhất đẳng công ngày trước đông đồ lại lập được nhiều quân công lừng lẫy oai danh rất lớn nhưng vi tiểu bảo nhận thấy lão rất giờ gã lẩm bẩm đồ lại, đồ lại, đồ lại nghĩa là chỉ trực cãi cối. Cái đó thuyết minh hễ lão thua bạc là cãi cối. Đường đường một vị quốc trưởng, sao lại chơi kiểu đó? Tối hôm ấy, sau bữa tiệc tiếp phong, các đại thần theo lời đề sướng của vi tiểu bảo mở cuộc đánh bạc. Đồng quốc cương thua bạc liền lấy ngân phiếu 600 lạng ra trả đàng hoàng và thản nhiên như không, chẳng cãi cối chi hết. Vì tiểu bảo thấy lão chơi sòng phẳng, không giống phong độ của ông bố gã không khỏi ngạc nhiên. Khi về phòng lên giường ngủ, gã chợt tỉnh ngộ, bụng bảo dạ tên lão này là Đông Cốt Quang, quốc cương gã đọc trạnh thành Cốt Quang, đã chứng minh lão đánh bài thua mà vẫn quang minh lỗi lạc. Vậy đổ tính của lão rất tốt, ta nên kết bạn với lão. Hôm sau, Vi Tiểu Bảo cùng các đại thần thương nghị quốc sự. Các quan đều nói, ta đã cùng đối phương sắp ký hòa ước, thành hạ chi minh, vậy nên dẫn đại quân đến trước chờ họ tức là kế dĩ giật đãi lao, mình nhàn rỗi đối với bên kia nhọc mệt. Vì tiểu bảo khen phải, gã liền phát tướng lệnh cho hai cánh quân đống ở Ái Huy và Hô Mã Nhĩ nhắm thành nghi bố sở tiến phát. Cuộc hội sư sẽ diễn ra ở dưới chân thành này, hiện thời đã hết xuân sang hạ, băng giữa tuyết tan, khí trời ấm áp. Việc tiến quân rất phương tiện, một hôm đại quân đi tới bờ sông Hải Lạp Nhĩ, đội tiên phong báo cáo có toán quân la sát nhỏ xin ra mắt đại soái vì tiểu bảo truyền cho vào. Hai tên đội trưởng toán quân này là Hoa Bá Tư Cơ và Tề Lạc Nặc Phu. Vì tiểu bảo cả mừng nói, hay lắm, hay lắm, té ra là vương bát tử kê và chư lan họa phu. Hai người khom lưng thi lễ xong, để trình bức thư phúc đáp của Tô Phi Á công chúa. Vị giáo sĩ La Sát vẫn còn lưu lại trong quân chứng đề phòng khi có việc dùng đến. Vua Khang Hy cũng sai một giáo sĩ Hà Lan đến giúp việc trong công cuộc kiểm đính hỏa ước. Vi Tiểu Bảo truyền cho cả hai vị giáo sĩ vào trong chướng để họ phiên dịch phúc thư của công chúa. Giáo sĩ La Sát ngày trước đã thay đổi nguyên ý trong bức thư tình của Vi Tiểu Bảo, lúc này trong lòng rất là hồi hộp. Y chỉ sợ trong phúc thư của công chúa sẽ lòi ra những điều không ăn khớp với bức thư kia. Y vội cầm lấy bức phúc thư coi hết một lượt, chẳng thấy chỗ nào đáng ngại mới yên lòng. Y liền đem văn tự La Sát trong thư dịch ra chữ La Tinh. Kế đó vị giáo sĩ Hà Lan lại dịch sang hoa ngữ. Trong thư nói, từ buổi chia tay ta hàng tưởng nhớ. Mong rằng sau khi ký hòa ước, vì tiểu bảo qua mạc tư khoa một chuyến để tự sự tình cố nhân. Vì tiểu bảo được quân thượng hai nước cùng có lòng sùng ái. Vậy nên giải thích những chỗ hiểu lầm cho đôi bên, hầu tiêu trừ mọi xích mích, xây dựng nền hòa hảo muôn đời trong lưỡng quốc. Trong thư còn nói Trung Hoa và La Sát một nước ở mé đông. Một nước ở phương Tây đều là nước lớn nhất trên thế giới. Nếu lượng quốc liên minh là có thể bao trùm thiên hạ, chẳng còn quốc gia nào kháng cự được. Bằng nghị hòa bất thành, cuộc chiến tranh còn kéo dài, tất không tránh khỏi cả hai bên cùng bị kiệt quệ. Vì những lẽ trên, Tô Phi Á công chúa mong vi tiểu bảo xúc tiến giúp vụ này cho thành tựu, dĩ nhiên gã lập công lớn ở Trung Quốc. Đồng thời nước La Sát cũng đền ơn trọng hậu công chúa lại xin vi tiểu bảo tiến ngôn lên hoàng đế Trung Quốc thỉnh cầu ngài buông tha những tướng sĩ la sát bị bắt cho họ trở về đoàn tụ vui vẻ với gia đình. Giáo sĩ Hà Lan dịch thư xong, vi tiểu bảo thấy hoa bá tư cơ và tề lạc nặc phu đưa mắt ra hiệu mấy lần. Gã biết là còn có biệt tình, liền cho hai vị giáo sĩ lui ra rồi hỏi, các ngươi còn điều chi muốn nói? hoa brat tư cơ nói công chúa điện hạ dặn bọn tiểu nhân nói với trung quốc tiểu hài đại nhân là ngài vẫn tưởng nhớ đại nhân bọn đàn ông la sát kém lắm chỉ có trung quốc tiểu hài đại nhân là hay nhất thiên hạ ngài nhất định mời đại nhân qua mạc tư khoa vì tiểu bảo hắng giọng một tiếng nghĩ bụng đây là mê thang của nước la sát ta không thể tin được tề lạc nặc phu nói công chúa điện hạ còn mấy việc nữa muốn nhờ trung quốc tiểu hài đại nhân lo dùng cây này là công chúa điện hạ tặng cho đại nhân, hắn nói rồi cười sợi dây đồng buộc trên cổ xuống. Đầu dưới sợi dây buộc một cái túi ra, Hòa áo tư cơ cũng cởi cái túi ra ở trên cổ xuống. Đây chắc là hai người bạt thiệp trường đồ sợ xảy chuyện thất lạc mà phải dùng dây đồng buộc vào cổ. Miệng túi ra khóa bằng khóa đồng, Hòa áo tư cơ lại cởi chiếc chìa khóa ở dây lưng ra mở khóa đồng trên túi ra của tề lạc nặc phu. Tề lạc nặc phu cũng lấy chìa khóa mở túi da của hoa bá tư cơ. Hai người kính cần đặt túi da lên án trước mặt vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo cầm túi da đảo lộn nghe những tiếng loảng xoảng vang lên. Gã đổ ra mấy chục viên bảo thạch, màu sắc khác nhau coi rất ngoạn mục. Những viên bảo thạch này rất lớn và đủ thứ, hồng bảo thạch, lam bảo thạch, lục bảo thạch, hoàng bảo thạch. Còn cái túi da nữa trong đựng kim cương, toàn thạch và ngọc phỉ thúy trong lúc nhất thời vì tiểu bảo trông hoa cả mắt ánh bảo quang tỏa ra khắp quân chướng châu báu đối với gã là thường nhưng những viên bảo thạch vừa lớn vừa nhiều thế này thì gã chưa từng được thấy qua gã liền cười nói công chúa đưa hậu lễ tặng ta thế này ta nhận thế nào được lời chú của tác giả theo bài lược khảo về cuộc mậu dịch sơ khởi giữa Trung Hoa và nước Nga của Lưu Tuyển Dân đăng trên Yến Kinh học báo số 25 thì Nga Hoàng Phái Đại sứ là quả La Văn sang Trung Quốc đàm phán về việc chia cương thổ và việc thông thương giữa hai nước. Dọc đường Đông Du, quả La Văn lại tiếp được mật dụ của Nga Hoàng trịnh trọng chỉ thị, nếu cuộc đàm phán về cuộc giao thương với Trung Quốc mà thắng lợi thì dù có phải nhường thành nhã tát khắc cho Trung Quốc cũng được, miễn là đừng để tổn thương đến uy danh Nga Hoàng sứ giả còn bí mật đưa lễ vật đốt lót đại biểu Trung Quốc. Hoa bá tư cơ nói, công chúa Điện Hạ còn dặn tiểu nhân trình Trung Quốc tiểu hài đại nhân là nếu làm xong đại sự, công chúa Điện Hạ sẽ tặng lễ vật quý trọng. Ngoài ra còn lựa mỹ nữ của 10 nước là Đại Nga La Tư, Tiểu Nga La Tư, Bạch Nga La Tư, Kha Tát Khắc, Thát Đát, Thụy Điền, Ba Tư, Ba Lan, Lập Đào Uyển, Đan Mạch mỗi nước một cô, cô nào cô ấy đều nhỏ tuổi xinh đẹp và toàn là xử nữ chứ không phải quả phụ đưa đến tặng cho Trung Quốc tiểu hài đại nhân. Vì tiểu bảo cười khanh khách đáp hiện ta đã có 7 cô vợ mà mình ứng phó chưa được chu đáo. Nếu lại thêm mỹ nữ 10 nước thì cái mạng của Trung Quốc tiểu hài đại nhân này đến phải ô hô ai tai mất. Hoa bà ác tư cơ vội nói không phải đâu, không phải đâu, mười vị sư nữ xinh đẹp này, công chúa Điện Hạ chuẩn bị cả rồi. Chính mắt bọn tiểu nhân đã trông thấy cô nào tướng mạo cũng như bông mai côi, da mỡ như sữa bò, tiếng nói như dạ oanh. Vì tiểu bảo chống ngực đánh thình thình hỏi, công chúa điện hạ muốn ta làm việc gì? Tề lạc nặc phu đã, việc thứ nhất là hai nước hòa hiếu, hoạch định cương giới một cách công bằng. Từ nay trở đi không xảy cuộc giao binh nữa. Vì tiểu bảo tự nhủ, ý kiến của hoàng đế cũng muốn như vậy. Việc này có thể làm được. Nhưng gã trao mày hỏi, phía tây nước la sát các ngươi có một nước thủy. Thụy gì đó đã phai sứ giả đến yêu cầu Trung Quốc chúng ta đồng thời ra quân giáp công la sát cả hai mặt đông và tây để chia đôi giang sơn của các ngươi. Khi đó thì những gì đại Nga La Tư, tiểu Nga La Tư, bất giải bất diểu trung Nga La Tư, hắc Nga La Tư, bạch Nga La Tư, ngũ hoa thập sắc Nga La Tư chẳng thiếu gì gia nhân mỹ nữ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chẳng cần phải công chúa điện hạ của các ngươi đưa tặng nữa. Huống chi mọi thứ chỉ đưa tặng có một cô là keo kiệt quá. Hai tên đội trưởng La Sát nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy không khỏi giật mình kinh hãi. Hồi ấy, quốc vương nước Thụy Điển là Lý Đệ thập bát mới lên ngôi là một vị anh quân niên thiếu, chỉnh đốn quân cơ, sửa sang võ bị, có ý muốn khởi binh đánh La Sát. Bọn văn võ đại thần ở triều đình Mạc Tư Khoa đều lấy làm lo lắng, vì ngày ngày cho đại đội binh mã không ngớt kéo qua mặt đông chẳng ngờ Thụy Điển lại toan tính đến việc liên minh với Trung Quốc. Là sát tuy cường thịnh, nhưng hai mặt trước sau đều tụ địch thì đại cuộc tất lâm nguy. Vì tiểu bảo nhìn mặt hoa bá tư cơ và tề lạc nặc phu biết là mình đánh đòn gió đã sinh hiệu lực, liền nói tiếp nhưng giữa ta và công chúa Điện Hạ là chỗ hào bằng hữu tâm đầu ý hợp thì khi nào còn nhận lời đề nghị của bọn man từ nước Thụy gì gì đó. Hiện giờ Trung Quốc Hoàng đế chưa quyết định chú ý nếu quả nước la sát thành tâm cầu hòa thì ta đuổi sứ giả nước thụy gì đó về hai tên đội trưởng cả mừng vội đáp nước la sát rất mực chân thành tuyệt chẳng có điều chi giả dối xin trung quốc tiểu hài đại nhân đuổi ngay sứ giả thụy biển về nước hay chặt đầu hắn đi càng tốt vì tiểu bảo lắc đầu nói việc chặt đầu sứ giả thì không được đâu huống chi hắn lại đưa tặng ta rất nhiều kim cương bảo thạch và mỹ nữ mười mấy nước thì làm sao chém chết hắn cho đành có đúng thế không? Hai tên đội trưởng luôn miệng khen phải. Chúng nghĩ thầm, té ra nước Thụy Điển cố ý giao hảo với Trung Quốc. Họ thả vỏ quýt trước rồi ăn mắm rơi sau. Thủ đoạn của họ còn sáng nước hơn mình. Rồi chúng tự nhủ, may mà gã Trung Quốc tiểu hài đại nhân này giao hảo với công chúa nhà mình. Không thì vụ này thật nát bét, khó bể vãn hồi được. Vì tiểu bảo lại hỏi, công chúa còn muốn ta làm việc gì nữa? Hoa bà tư cơ mỉm cười đáp công chúa điện hạ chân thành mời Trung Quốc tiểu hài đại nhân tới điện cẩm linh thành mạc tư khoa để cùng bàn việc trong tầm thất. Vì tiểu bảo bật tiếng cười khành khạch bụng bảo giả đây lại là món mê thang của la sát hay gọi tắt là la sát thang cho tiện, la sát thang ăn được nhưng không thể tin được. Gã cười nói té ra bọn đàn ông la sát toàn là đồ bỏ, tề lạc nặc phu mỉm cười đáp chẳng phải đàn ông la sát toàn là đồ vô dụng nhưng công chúa điện hạ đặc biệt tưởng niệm trung quốc tiểu hài đại nhân vì tiểu bảo lẩm bẩm lại thêm một chén la sát thang nữa gã liền hỏi chỉ có vậy thôi không còn việc gì nữa chứ hoa bờ tư cơ đáp công chúa thỉnh cầu trung quốc hoàng đế bệ hạ chuẩn cho các nhà buôn hai nước được đi lại tự do thông thương tề lạc nặc phu nói theo một khi thương nhân hai nước đi lại thường xuyên công chúa thời thường có thể viết thư đưa lễ gửi sang cho đại nhân vì tiểu bảo mắng thầm, còn mẹ nó, lại thêm một chén la sát thang nữa. Gã liền hỏi, người nói thế thì hai nước giao thương là làm việc riêng cho công chúa hay sao? Tề lạc nặc phu đáp, dạ dạ, hoàn toàn vì Trung Quốc tiểu hài đại nhân, vì tiểu bảo nói, hiện giờ ta không còn là trẻ nít, các ngươi không được xưng hô Trung Quốc tiểu hài gì gì đó. Hai tên liền khom lưng hô, dạ dạ, Trung Quốc đại nhân các hạ, vì tiểu bảo mỉm cười đáp, được rồi các ngươi hãy lui về nghỉ ngơi bọn ta sẽ đến ni bố sở các ngươi cùng theo đi là xong hai tên kinh hãi đưa mắt nhìn nhau tự hỏi đại quân trung quốc kéo đến ni bố sở làm gì chẳng lẽ họ lại đánh thành vì tiểu bảo nói tiếc các ngươi cứ yên lòng ta đã nhận lời với công chúa là hai nước hòa hiếu không còn chuyện giao tranh nữa hai tên khom lưng nói đa ta trung quốc tiểu à quên đại nhân các hạ Hoa bá tơ cơ lại nói, công chúa nghe nói những cầu ở Trung Quốc xây cất rất hay. Bất luận trường Giang Đại Hà đều dùng đá lớn để bắc cầu. Phía dưới không cần thạch trụ, kiểu đôn, công chúa đem lòng yêu mến Trung Quốc đại nhân các hạ, nên yêu thích cả những cái gì của Trung Quốc. Điện hạ xin đại nhân phái mấy tên thợ giỏi chuyên nghiệp bắc cầu qua mạc tư khoa để dựng mấy tòa thạch kiều thuần kỳ. Hàng ngày công chúa điện hạ ra chơi thạch kiều Trung Quốc, đi lại tản bộ trên cầu cũng như hàng ngày được thấy mặt đại nhân các hạ. Vì tiểu bảo lẩm bẩm là sát thang đưa hết chén này đến chén khác, ta mà ăn mãi vào tất phải ộc ra mất. Tại sao công chúa La Sát lại đặc biệt thẩm mỹ những tòa thạch kiều của Trung Quốc? Trong vụ này tất có điều chi ngoắt ngoéo, ta không thể để mắc vào cạm bẫy của hồ ly tinh nước La Sát. Gã liền đá công chúa mà tưởng niệm ta cũng mất tất phải bắt cầu đá cho tốn nhiều công trình ta tặng nàng mấy tấm chăn bông và gối đầu ở Trung Quốc là đủ. Khi nàng ngủ cứ ôm chăn và gối của ta thì cũng như nàng ngủ chung với Trung Quốc đại nhân các hạ. Hai tên đội trưởng la sát đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều ra chiều bẽn lẽn. Tề lạc nặc phu ngập ngừng nói, cái đó, dường như, hòa lá tư cơ đầu óc linh hoạt hơn, liền đỡ lời, chủ ý của đại nhân các hạ rất cao minh chăn gối trung quốc do bọn tiểu nhân đưa về để công chúa điện hạ không ôm trung quốc đại nhân các hạ thì ôm chăn gối trung quốc cũng hay rồi có điều chăn gối chỉ được mấy năm là rách nát chẳng thể kiên cố bằng cầu đá vậy xin đại nhân phái mấy kỹ sư qua dựng thạch kiều mới là tuyệt diệu vì tiểu bảo nghe giọng lưỡi hai tên đội trưởng la sát rất tha thiết về việc phái kỹ sư đi bắc cầu liền nghi là chúng có âm mưu ngụy kế gã chưa hiểu thời bấy giờ kỹ thuật bắc cầu của trung quốc đứng vào bậc nhất thiên hạ người ngoại quốc đến trung hoa thấy những cây thạch kiều hùng vĩ đều tấm tắc khen là kỳ dị ai cũng tán thưởng không ngớt họ tự hỏi những cây thạch kiều ở đáy dưới không có cột trống mà sao bắc qua sông được thật là thần diệu khôn lường người la sát cũng mong học được phương pháp bắc cầu bằng cách này vì họ rất ca ngợi môn kỹ thuật về khoa học của trung quốc mà thôi chứ chẳng có âm mưu nào khác Lời chú của tác giả Năm Khang Hy thứ 15 Những Nga Phái Tư Ba Tháp Lôi, N. G. Spartaneri, làm không sai, đem theo những chuyên gia về bảo thạch, chuyên gia về dược tài đến Bắc Kinh, đưa ra mấy khoản yêu cầu. Trong những khoản này có một điều xin chuẩn cho nước Nga được nguyện kỹ sư Bắc Cầu của Trung Hoa. Viên Khâm sai la sát, vì không chịu quỳ xuống dập đầu trước mặt hoàng đế Trung Quốc nên bị Thanh Bình đuổi về nước. Vi tiểu bảo bụng bảo dạ, những tên này đòi hỏi hết điều nọ đến điều kia. Chúng càng đòi hỏi, ta càng không chịu ưng thuận. Gã liền nói, "Ta biết rồi, các ngươi hãy lui ra." Hai tên đội trưởng không dám nói gì nữa. Chúng thi lễ rồi rút lui. Đại quân lên đường tiến về phía tây, một hôm đến gần thành Ni Bố Sở, khâm sai đại thần nước la sát là phi yến đa la được tin báo đại quân bên thanh kéo đến không khỏi giật mình kinh hãi y vội viết thư sang xin quân thanh đồn trú ở ngoài rồi y lập tức đến tương hội vì tiểu bảo đáp bất tất phải khách sáo cứ để bọn ta đến chào khách là được quân thanh rầm rầm rộ rộ kéo đến tận chân thành ni bố sở bọn bằng xuân tát bố tố mã lạc chia lấy ba đội nhân mã đi quanh giữ ba mặt bắc tây nam thành ni bố sở đóng trên những yếu đạo để ngăn chặn đường rút lui của quân La Sát trong thành, lại cản trở cả đường viện binh của quân tiếp viện từ mặt Tây kéo đến. Vì tiểu bảo, sách ngạch đồ cùng bọn Đông Quốc cương thống lĩnh Trung quân đồn trú ở ngoài thành phía Đông. Trung quân bắn pháo thay phiên, bốn mặt cũng nổi hiệu súng vang dền. Các đại thần và quan quân La Sát trong thành ni bố sở thấy quân thanh tập hợp đông như kiến, khi thế rất là hùng dũng, không khỏi khiếp sợ. Phi Yến Đa La liền sắp sửa lễ vật phái người đưa đến doanh chướng quân thanh và đệ thư lên khâm sai đại thần Trung Quốc. Trong thư nói, Hoàng đế hai nước đã quyết định bãi binh nghị hòa, vậy cuộc hội ngộ này chuyên về việc kiềm đính hòa ước. Quân đội hai bên không nên gần nhau quá để tránh khỏi xảy cuộc xung đột bất ngờ, có thể đưa đến chỗ tổn thương tình giao hảo giữa hai nước. Vì tiểu bảo cùng các đại thần thương nghị, đều nói, Trung Hoa là thượng quốc không xử sự ngang trái cần giữ điều tiên lễ hậu binh vì tiểu bảo liền hạ lệnh lui binh mấy dặm đồn trú ở phía đông sông thân nhị khắc đồng thời gã ra lệnh cho ba cánh quân đóng ở ba mặt bắc tây nam cũng rút vào trong núi chờ đợi phi yến đa la thấy quân thanh triệt thoái mới hơi yên giả y lại viết văn thư đưa ra bốn điều kiện về cuộc tương hội điều thứ nhất cuộc hội kiến diễn ra tại khu vực giữa thành ni bố sở và sông thập nhị khắc điều thứ hai ngày hội kiến khâm sai hai nước đều đem bốn chục tùy viên. Điều thứ ba, hai nước đều dàn hàng 500 quân. Quân Nga sắp hàng ở dưới chân thành, quân thành sắp hàng ở bờ sông. Điều thứ tư, hai nước đều đem kèm đội vệ binh gồm 260 người. Ngoài đao kiếm, vệ binh không được mang một thứ vũ khí nào khác. Sở dĩ bên La Sát phải đưa bốn điều đề nghị này vì uy thế quân thanh rất lớn mà quân Nga ít người nếu không hạn chế nhân số thì bên nga lâm vào tình thế hạ phong mặt khác võ khí quân la sát lợi hại hơn quân thanh mà không hạn chế khí giới thì quân nga lại chiếm thế thượng phong chắc đối phương không chịu vì vậy họ đề nghị trước là khôn và quy định vệ binh chỉ được mang theo đao kiếm vì tiểu bảo sau khi thương nghị với các đại thần nhận thấy đề nghị này có thể theo được liền tiếp nhận ngay ngày đêm hôm ấy vì tiểu bảo phái thân binh dựng doanh trướng để làm hội sở Sáng sớm hôm sau, bọn vi tiểu bảo, sách ngạch đồ, Đông Quốc cương dẫn 260 tên quân đằng bài đến hội sơ. Bỗng thấy cử thành ni bố sở mở rộng, hơn 200 quân kỵ kha tát khắc đều cầm trường đao hộ vệ cho quan viên la sát đến hội sở. Đội kỵ binh này người cao ngựa lớn, oai phong lẫm liệt. Còn quân đằng bài bên thanh đều là bộ binh, coi về ngoài không hùng dũng bằng quân la sát. Hồi 237, lần đầu tiên nếm món Trung Hoa đồng quốc cương cất tiếng thoá mạ tổ bà nó bọn quỷ la sát thật là xào quyệt mới bước đầu mình đã mắc hồng chúng bảo mỗi bên đem đi hai trăm sáu chục tên vệ binh mình quên không hỏi kỵ binh hay bộ binh bây giờ chúng đem đoàn kỵ binh thành ra hơn mình hai trăm sáu chục con ngựa sách ngạch đồ nói vụ này nhắc nhở chúng ta phải rất thận trọng mỗi khi giao dịch với bọn quỷ la sát chớ có sơ hở mình chỉ bất cần một chút là mắc lừa chúng trong khi hai người đang nói chuyện thì bọn quan binh la sát đã gần tới trước mặt đông quốc cương nói chúng ta tuân chiếu lời phán bảo của hoàng thượng thì việc gì cũng phải theo lễ nghĩa trung hoa là thượng quốc vậy chúng ta xuống ngựa đi vì tiểu bảo hô phải lắm hết thảy mọi người phải xuống ngựa quan quân nghe lệnh nhất tề hạ mã chắp tay đứng nghiêm trình khâm sai phi yến đa la thấy vậy cũng hạ lệnh cho quan viên la sát xuống ngựa khom lưng hành lễ hai bên đều tiến gần vào nhau Phi Yến Đa La Hô, khâm sai nước Nga La Tư là Phi Yến Đa La vâng mệnh xa hoàng kính chúc đại thanh quốc hoàng đế thánh thể an khang. Vì tiểu bảo bắt trước hắn, đáp lại, khâm sai đại thanh quốc là vi tiểu bảo vâng mệnh hoàng thượng kính chúc xa hoàng nước La sát thánh thể an khang. Gã lại thêm một câu và chúc nhiếp chính nữ vương Tô Phi Á công chúa xinh đẹp, bình yên. Phi Yến đa La mỉm cười nghĩ bụng, đại thanh hoàng đế chúc công chúa bên ta xinh đẹp, bình yên thì thật là một câu ly kỳ cổ quái. song công chúa nghe thấy tất lấy làm hoan hỉ. hai bên đưa ra những câu chúc tụng. có điều vi tiểu bảo nghe tiếng la sát câu được câu trăng, mà gã nói càng văn phạm đảo diên, từ cú lệch lạc. mày chỉ là những lời khách sáo, chẳng có gì quan hệ. vì tiểu bảo thấy quan viên la sát đứng nghiêm trang kính cần nghe lời, lễ mạo cũng chu đáo, nhưng hai trăm sáu chục tên quân kỵ kha tát khắc vẫn ngang nhiên cưỡi trên lưng ngựa tay cầm trường đao xếp thành đội ngũ chúng ngồi trên cao trông xuống phảng phất có vẻ uy hiếp gã càng nhìn càng tức liền hỏi đội vệ binh bên quý quốc rất vô lễ chúng tham kiến trung quốc đại nhân các hạ mà sao không xuống ngựa phi yến la đáp theo luật lệ của tệ quốc thì kỵ binh đang ở trong đội ngũ dù tham kiến xa hoàng bệ hạ cũng không phải xuống ngựa vì tiểu bảo nói đây là đất trung quốc đã đến trung quốc là phải theo luật lệ trung quốc Phi Yến Na La lắc đầu đáp xin lỗi Trung Quốc đại nhân các hạ. Các hạ lầm rồi, chỗ này là lãnh thổ của sa hoàng nước Nga La Tư, chứ không phải đất Trung Quốc. Vì tiểu bảo cãi, đây hiển nhiên là đất Trung Quốc, các vị đến cưỡng chiếm mà thôi. Phi Yến Đa La đáp, xin lỗi các hạ, Trung Quốc khâm sai đại thần các hạ lầm rồi đó, đây là lãnh thổ sa hoàng nước Nga, thành ni bố sở do người Nga La Tư dựng lên. Cuộc hội đàm lần này nguyên là để phân chia danh giới hai nước nên chỗ đất này thuộc về Trung Quốc hay thuộc về Nga quốc phân định cho rõ là một điều trọng yếu. Khâm sai đại thần hai nước vừa gặp mặt, chưa kịp vào chứng mở cuộc đàm phán đã xảy chuyện tranh chấp. Vì tiểu bảo nói người la sát các vị đắp thành lên đất Trung Quốc rồi tự nhận là lãnh thổ của mình mà được ư. Trong thiên hạ sao lại có chuyện kỳ thế? Phi Yến Nga la, la cãi, chỗ này nhất định là lãnh thổ nước Nga. Người Nga la tư xây thành ở đây người Trung Quốc không xây thành đắp lũy đủ chứng minh là đất nước Nga. Bây giờ Trung Quốc đại thần các hạ bảo là đất Trung Quốc thì có gì làm chứng cứ không? Thực ra một giải ni bố sở trước nay chẳng có gì ước thúc. Nó là chỗ biên thủy hai nước chung, Nga nhưng chưa vạch rõ cương giới. Nó thuộc về Trung Quốc hay thuộc về nước Nga, chẳng ai có bằng chứng đưa ra. Vì tiểu bảo nghe đối phương hỏi đến chứng cứ không khỏi tắc họng Gã muốn cưỡng biển, Khốn nỗi gã không thông suốt từ ngữ la sát. ngay những câu đối đáp tầm thường đã cảm thấy khó khăn thì làm sao đủ tiếng để trình bày biện bác được. Gã nói, ầu, oh, đây là đất Trung Quốc, chẳng thiếu gì chứng cứ. Rồi gã dùng tiếng dương châu thoá mạ, còn mẹ quân chó đẻ. Ta nguyệt rủa tổ tôn 18 đời bọn quỷ la sát các ngươi. Gã thốt câu này rồi tiếp đến những lời thô tục tuôn ra như nước chảy, thao thao bất tuyệt, thoá mạ cao tổ mẫu. Tặng tổ mẫu rồi đến tổ mẫu, mẫu thân, tỷ muội, ngoại bà, di má, cô mẫu nhà phi yến đa la. Gã chửi tưới hạt sen, chửi vung xích chó, bao nhiêu đàn bà nhà họ phi nước la sát gã chửi tuốt chẳng tha một ai. Các quan viên cả hai bên chung, Nga thấy khâm sai đại thần Trung Quốc nổi lôi đình đều băn khoăn kinh hãi. Có điều gã mồm năm miệng người đưa ra từng chàng như pháo nổ liên thanh đừng nói phi yến đa la chẳng hiểu gì mà cả quan viên trung quốc cùng thông dịch viên hai bên cũng lờ mờ nên biết những câu chửi rủa của vi tiểu bảo này toàn là lời thô tục đê hèn trong đám dân quê ở dương châu ngay những vị thân sĩ thuộc nữ người dương châu cũng chưa chắc đã hiểu được mấy phần bọn sách ngạch đồ đông quốc cương hoặc là người bát kỳ hoặc là võ quan ở phương bắc từ lâu thì còn lý hội làm sao được vi tiểu bảo thoá mà hồi lâu đã tiết hận trong lòng khoan khoái gã không nhịn được lại nổi lên chàng cười khanh khách phi yến đa la ban đầu tuy không hiểu ngữ ngôn của gã nhưng coi vẻ mặt cùng nghe giọng nói cũng đoán là gã đang nổi giận sau lại thấy gã đột nhiên cười rộ không khỏi ngơ ngác cất tiếng hỏi xin hỏi quý sứ đưa ra trường thiên đại luận đó để chỉ giáo điều gì ngôn từ của quý sứ sâu xa và huyền diệu mà tệ nhân lại học thức thô sơ kiến văn hủ lậu khó bề thông tình đạt lý xin quý sứ nói chậm chạp từng câu một, để tệ nhân lãnh giáo. Vì tiểu bảo đáp bản sứ vừa nói quý sứ không hiểu đạo lý gì hết. Bản sứ muốn quý tổ mẫu đến đây làm người bạn lòng và làm bà vợ. Phi Yến la mỉm cười đáp tổ mẫu của tệ nhân là người đẹp nổi danh ở thành mạc tư khoa. Lão nhân gia là con gái của bỉ đắc lạc phu tư cơ bá tước. Té ra Trung Quốc đại nhân các hạ cũng biết tiếng tệ tổ mẫu tệ nhân thực lấy làm vinh hạnh vô cùng, đáng tiếc tệ tổ mẫu đã chết trước đây 38 năm. Vì tiểu bảo nói, thế thì bản xứ muốn giao du thân mật với lệnh mẫu để lấy bà làm vợ. Phi Yến Đa La nở mày nở mặt, càng lộ vẻ hoan hỉ đáp má má của tệ nhân là con nhà danh môn vọng tộc ở thành cơ phủ. Nước da người vừa trắng vừa non, người biết làm thơ chữ Pháp, ở thành mạc tư khoa chẳng thiếu gì bậc vương công, tướng quân rất sùng bái người. Ở Tệ Quốc còn có một vị đại thi nhân đã làm mấy chục bài thơ tán dương sắc đẹp của Tệ Má Má. Hiện nay tuy người đã 36 tuổi nhưng tướng mạo còn non trẻ chỉ bằng một thiếu phụ dưới 30. Trung Quốc đại nhân các hạ mai đây có dịp qua Mạc Tư Khoa, Tệ nhân nhất định giới thiệu đại nhân các hạ với Má Má. Việc kết hôn thì đại nhân rằng không được, còn làm bạn tâm tình thì có thể. Nguyên theo phong tục Tây Dương thì ai có mẫu thân hoặc thê tử xinh đẹp được người tán tụng chẳng những họ không lấy thế làm hỗn sược trái lại họ cho là một điều rất vinh hạnh và khoan khoái hơn cả ca tụng chính họ vì tiểu bảo không hiểu phong tục tây dương lại cho là phi yến đa la sợ mình có ý muốn bái mình làm cha hờ mới chịu phụng hiến thân mẫu gã sướng quá bao nhiêu lửa giận tiêu tan hết liền cười đáp hay lắm hay lắm sau này nếu quả bản xứ có dịp qua mạc tư khoa nhất định sẽ vào làm thượng khách của quý phu gã dắt tay phi yến đa la đi vào doanh trướng bọn tùy tùng hai bên liền theo sau tiến vào bọn vi tiểu bảo ngồi ở đằng đông bọn phi yến đa la ngồi ở mé tây phi yến đa la lên tiếng nhiếp chính nữ vương công chúa điện hạ bên tệ quốc đã dặn bảo cuộc hòa đàm chuyến này để hoạch định cương giới tệ quốc hết sức thành ý mong hai bên giữ mực công bằng đừng ai lấn át đối phương vì vậy tệ quốc đề nghị lấy sông hắc long giang làm giới hạn cho hai nước Mặt nam sông này là Trung Quốc, mặt bắc thuộc về Nga La Tư, sau khi cương giới đã hoạch định, quân Nga La Tư không được qua sông tràn xuống phía nam. Quân Trung Quốc cũng không được qua sông tiến lên miền bắc, vì tiểu bảo hỏi, thành Nhã Tát Khắc ở Giang Nam hay Giang Bắc? Phi yến La đáp Nhã Tát Khắc ở Giang Bắc. Thành này do người La Sát xây đắp. Cái đó chứng tỏ mặt bắc sông Hắc Long Giang đều là lãnh thổ của nước Nga. Vì tiểu bảo nghe nói lại nổi cơn tức giận hỏi, trong thành nhã tát khắc có một trái núi nhỏ. Các hạ có biết tên trái núi này là gì không? Phi Yến Đa La quay lại hỏi tùy viên rồi đáp, trái núi đó kêu bằng cao trợ lược sơn. Vì tiểu bảo hiểu được tiếng la sát, cao trợ lược tức là con hương. Liền nói, người Trung Quốc kêu bằng lộc đỉnh sơn, rồi gã hỏi, quy sứ có biết bản sứ được phong tước vị gì không? Phi Yến đa La đáp, các hạ là lộc đỉnh công nếu nói bằng tiếng la sát tức là cao trợ lược sơn công tước. Vì tiểu bảo nói, thế là các hạ còn có lòng muốn lấn át bản xứ. Các hạ đã biết rõ bản xứ là lộc đỉnh công sao còn cưỡng chiếm lộc đỉnh sơn của bản xứ. Phải chăng các hạ bảo bản xứ không phải là công tước? Phi yến đa la đáp, không không, tệ nhân quyết chẳng có ý đó. Vì tiểu bảo lại hỏi, tước hiệu của các hạ là gì? Phi Yến Đa La đáp, tệ nhân là mặc nặc xa phạt hầu tước vì tiểu bảo nói, hay lắm, vậy thì lạc nặc xa phạt thuộc về lãnh thổ Trung Quốc. Phi Yến Đa La giật mình kinh hãi rồi mỉm cười nói, ấp phong của tệ nhân lạc nặc xa phạt còn ở phía tây mạc tư khoa, cách xa Trung Quốc vạn dặm, sao lại thuộc về lãnh thổ Trung Quốc được? Vì tiểu bảo hỏi, quy sứ bảo ấp phong của mình kêu bằng lão miêu lạc thi pháp. Phi Yến Đa La sửa lại, lạc nặc xa phạt, vì tiểu bảo không lý gì đến hắn, tiếp tục câu hỏi từ thành bắc kinh bên bản xứ tới lão miêu lạp thi pháp cộng bao nhiêu dặm đường phi yến nơ la đáp từ lạc nạc xa phạt đến mạc tư khoa đã hơn trăm dặm phải đi mất bốn ngày từ mạc tư khoa tới bắc kinh phải đi ba tháng nữa vì tiểu bảo nói nếu vậy từ bắc kinh đến lão miêu lạp thi pháp phải đi mất ba tháng lẻ năm ngày lộ trình xa quá nhỉ phi yến nơ la đáp xa lắm xa lắm vì tiểu bảo nói, đường đất đã xa như vậy thì lão miêu lạp thi pháp dĩ nhiên không phải là lãnh thổ Trung Quốc. Phi Yến Đa La đã công gia nói đúng lắm, vì tiểu bảo nâng chung rượu lên nói, mời quý sứ sơi rượu, người la sát quý rượu như tính mạng. Trung rượu đặt ở trước mặt phi yến đa la đã lâu, mùi thơm tho sông lên mũi hắn từng hồi, nhưng chủ nhân chưa nâng chung, hắn không dám thiện tiện uống trước. Bây giờ phi yến đa la thấy vi tiểu bảo nâng chung, hắn mừng quá cầm chung rượu uống một hơi cạn sạch. Bọn tùy viên bên thanh lại rót rượu vào chung cho hắn rồi lấy đồ nhắm trong hộp ra và toàn là những món do đầu bếp nổi tiếng ở Bắc Kinh nấu nướng. Thời bấy giờ nước la sát mới được khai hóa, nên cách ăn mặc hãy còn thô sơ. Về sau bị đắc đại đế lớn lên, đoạt lại quyền hành ở tay tỷ tỷ là Tô Phi Á công chúa rồi giam nàng vào Ni Am. Bỉ đắc đại đế từ đó mới thâu nhập phần lớn văn hóa Tây Âu hồi nước la sát giao thiệp với vi tiểu bảo nhất thiết khí vật chế độ văn hóa đều kém trung quốc nhiều về cách nấu nướng thì cho tới ngày nay la sát so với trung quốc vẫn còn cách xa vạn dặm đây là lần đầu tiên phi yến đa la được nếm những thức ăn tuyệt hảo của nước trung hoa ở ngoài thành ni bố sở dĩ nhiên hắn phải trợn mắt há miệng cơ hồ muốn nuốt luôn cả cây lưỡi của mình vào bụng vi tiểu bảo bồi tiếp phi yến đa la nếm đủ các món ăn và giải thích cho hắn nghe vây cá là thế nào Yến xào là gì? Chân vịt làm thế nào cho thành món chân quý? Gan gà chế hóa làm sao cho thành món tối hảo trong bữa ăn? Phi Yến là ăn ngon miệng quá vui mừng khôn xiết, khen không ngớt miệng. Vì tiểu bảo lại hỏi, quy sứ rời thành mạc tư khoa ngày nào? Phi Yến là đáp, tệ nhân vâng chỉ dụ của công chúa Điện Hạ ngày 12 tháng 4 ở thành mạc tư khoa ra đi. Vì tiểu bảo nói, hay lắm, quy sứ cạn chung này đi. Đông công gia ở bên bản sứ tiểu lượng cũng khá lắm hai vị hãy đối ẩm mấy chung, Đồng Quốc Cương liền kính tử phi yến đa la, đối ẩm ba chung. Vì tiểu bảo hỏi, phải chăng quy sư mới tới nghi bố sở trong tháng này? Phi Yến Đa La đáp tệ nhân đến đây ngày rằm tháng 7. Vì tiểu bảo nói, ồ, quy sứ ra đi ngày 12 tháng 4 đến đây ngày rằm tháng 7, tức là mất hơn 3 tháng lộ trình. Phi Yến Đa La đáp, dạ, đi mất hơn 3 tháng là may nhờ tiết trời ấm áp, dọc đường không bị điều gì khó khăn cản trở. Vì tiểu bảo nói, phen này quy sứ nói thật đi, chịu thừa nhận thành ni bố sờ không phải ở trên đất nước La Sát. Phi Yến Đa La uống rượu mười mấy chung rượu, đã ngà ngà say. Hắn nghe vì tiểu bảo nói vậy ngạc nhiên hỏi, tệ nhân, tệ nhân có thừa nhận hồi nào đâu? Vì tiểu bảo cười đáp từ Bắc Kinh đến Lão Miêu Lạp Thi Pháp đi mất hơn ba tháng, lộ trình xa quá, nên Lão Miêu Lạp Thi Pháp không phải đất Trung Quốc từ mạc tư khoa đến ni bố sở quý sứ cũng phải đi hơn ba tháng tức là đường đất chẳng gần gũi gì cái đó chứng tỏ ni bố sở dĩ nhiên không phải là đất nước la sát phi yến đa la dương to cặp mắt trong lúc nhất thời không biết nói sao hắn ngẩn người ra hồi lâu mới đáp nước nga la từ bên tệ nhân đất rộng bao la không phải như những nước khác vì tiểu bảo nói nước đại thanh bên bản xứ phạm vi cũng không nhỏ hẹp Phi Yến Đa La cười gượng đáp Trung Quốc đại nhân khéo nói giỡn. Hai vụ đó, không thể, nghị luận giống nhau. Vì tiểu bảo nói, nếu quy sư nhất định bảo ni bố sở là lãnh thổ nước La Sát, thì chúng ta là một cuộc trao đổi. Bản sứ tới mạc tư khoa xin công chúa điện hạ phong quy sứ làm ni bố sở bá tước, và phong bản sứ làm lão miêu lạp thi pháp công tước. Thành lão miêu lạp thi pháp được kể là đất Trung Quốc. Phi Yến Đa La đỏ mặt lên đá, cái đó, nhất định không được. Trong lòng hồi hộp, hắn nghĩ bụng công chúa là tình nhân của gã. Nếu lúc đầu gối tay ấp nàng bị gã cho ăn thuốc mê mà ưng thuận cuộc trao đổi thì thật là nét bét. Lạc nạc sa phạt là ấp phong tổ truyền của ta, sản vật rất phong phú. Nếu công chúa cải phong cho ta đến Ni bố sở là một nơi khí hậu rét mướt, dân cư thưa thớt, thì có khác gì giết ta không? Huống chi ta đang làm hầu tước mà lại cải phong làm ni bố sở bá tước thì ra bị giáng cấp hay sao? hắn nghĩ tới điểm này, bất giác nét mặt lộ ra rất khó coi. Vì tiểu bảo cười nói, tâm địa của quý sứ tệ hại quá chừng, quý sứ đã muốn chiêm cứ cả thành nhã tát khắc là đất phong của bản sứ, khi đó bản sứ không còn là lộc đỉnh công thì bản sứ biết làm thế nào. Đành là làm lão miêu lạp thi pháp công tước vậy, tùy ấp phong của quý sứ mang cái tên cứt mèo, cứt chó gì đó thật khó nghe, bản sứ cũng cam chịu vậy. Phi Yến Đa La tính thầm trong bụng, gã là người Trung Quốc mà muốn chiếm thành lập nặc xa phạt của ta quyết không thể được. Nhưng gã đã được phong tước ở nước La Sát mà lại mưu lấy ấp phong của ta tất không khỏi rắc rối cho ta. May ở chỗ công chúa đã dặn có thể lui cương giới về đến nghi bố sở. Sự thực chúng ta cũng không cần đòi nhã tát khắc. Thành nhã tát khắc đã bị bọn họ hạ rồi mà bảo họ rút lui. Dĩ nhiên họ không chịu. Gã tính vậy liền lộ vẻ tươi cười đáp thành nhã tát khắc đã là ấp phong của đại nhân, thì bọn tệ nhân xin thoái nhượng một bước. Hai nước vẫn lấy sông Hắc Long Giang làm giới hạn, nhưng thành nhã tát khắc và phạm vi chung quanh thành này trong vòng 10 dặm thuộc về lãnh thổ Trung Quốc. Đây là bọn tệ nhân hoàn toàn nề mặt quý sứ và đã là một cuộc nhượng bộ rất lớn rồi đó. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, bọn người thua trận mà còn lên mặt như vậy. Nếu trận đánh vừa rồi quân la sát các ngươi thắng thì đại nhân rằng các ngươi đòi cả thành Bắc Kinh cũng là lãnh thổ của các ngươi nữa. Gã nghĩ vậy liền hỏi, chúng ta đã trải qua một trận giao phong, không hiểu các vị thắng hay là bản sứ thắng. Phi Yến la trao mày đáp đó mới là cuộc đụng độ nhỏ bé, chưa đáng kể ai thắng ai bại. Công chúa Điện Hạ bên tệ quốc đã ra nghiêm lệnh không cho tướng sĩ được chính thức giao phong để duy trì hòa hiếu giữa hai nước. Vì thế lúc quân đội quý quốc tấn công, Tướng sĩ bên Tệ quốc không phản kích. Nếu cuộc giao binh thật sự diễn ra thì cục diện sẽ khác hẳn. Vì Tiểu Bảo nghe nói cả giận hỏi, té ra quân La Sát đã nổ súng mà chưa kể là phản kích ư? Ừ. Phi Yến đa la đáp, đây bất quá là tướng La Sát hành động để bảo vệ lãnh thổ cho bản quốc, chứ không phải phản kích. Nếu người La Sát đánh trận thực sự thì chẳng khi nào chỉ thủ chứ không công một khi cuộc đại chiến xảy ra giữa hai nước thì đội hòa thương thủ la sát và đội kỵ binh kha tát khắc đã đến tấn công thành bắc kinh rồi vì tiểu bảo tức qua mắng thầm tổ bà nó bọn quỷ sứ lông lá các ngươi chuyên nói khoác để hăm người ta mà sợ các ngươi ham dọa thì sẽ theo họ ngươi mà làm con ngươi ta chẳng phải vì tiểu bảo nữa mà là tiểu bảo phi yến đa la gã đến thành mạc tư khoa đã biết tập quán của người la sát đặt tên trước họ Phi Yến La là họ chứ không phải tên. Gã liền nói, vậy thì hay lắm, thưa hầu tước đại nhân đáng kính đáng sợ. Hầu tước đại nhân có biết trong lòng bản xứ mong mỏi điều gì nhất không? Phi Yến La đáp, tệ nhân không rõ, xin đại nhân chỉ giáo. Vì tiểu bảo nói, hiện nay bản xứ mới là công tước, trong bụng chỉ mong mỏi được gia quan tấn tước thăng làm quận vương hay thân vương. Phi Yến La nghĩ bụng, gia quan tấn tước thì ai mà chẳng muốn hắn mỉm cười đáp công tước đại nhân tinh minh mẫn cán lại được hoàng đế quy quốc đem lòng tin yêu sùng ái thì chỉ lập tiếp mấy vụ công lao là nhất định sẽ thăng đến quận vương thân vương chẳng còn nghi ngờ gì nữa tệ nhân chân thành kính chúc đại nhân sớm đặng thành công vì tiểu bảo khẽ nói vụ này cần được ba tước đại nhân giúp đỡ nếu không thì chẳng còn cơ hội nào khác phi yến đa la ngạc nhiên hỏi dĩ nhiên tệ nhân hết sức nhưng chưa hiểu tệ nhân giúp đại nhân bằng cách nào vì tiểu bảo cúi xuống ghé vào tai phi yến đa la khẽ nói theo lề luật nước đại thanh bên bản xứ thì chỉ khi nào đánh trận đại thắng lập nhiều quân công mới được phong vương nhưng hiện giờ trong nước thái bình vô sự bao nhiêu quân phản nghịch đã bị dẹp tan phải chờ hai ba chục năm nữa đại nhân rằng cũng chưa chắc đã xảy chiến tranh như vậy việc phong vương của bản xứ khó quá gã dừng lại một chút rồi tiếc vậy việc phân chia cương giới nghị định hòa ước này rất mong quý sứ đừng nhượng bộ chút gì hay hơn là quý sứ phái binh khiêu chiến với tệ quốc giết chết một hai vị đại thần bên bản xứ hai nước chúng ta xảy cuộc đại chiến rồi quý sứ phái đội hỏa thương thủ la sát và đội kỵ binh kha tát pháp đến tấn công thành bắc kinh bản quốc sẽ cùng thụy điển liên minh phái binh đến đánh mạc tư khoa có đánh nhau cái bụi mịt mù trời sầu đất thảm máu chảy thành sông thì cuộc phong vương của bản sứ mới mong thành tựu đây là một điều bản xứ ký thác ở nơi quý sứ. Xin quý sứ hết lòng giúp cho. Quý sứ nói gì xin hạ thấp giọng xuống, đừng để người ngoài nghe thấy. Hồi 238, cuộc đàm phán phân chia cương giới. Phi Yến Đa La càng nghe càng kinh hãi, nghĩ thầm gã thiếu niên này lớn mật làm càn. Vì mong được phong vương, gã không quản gây cuộc chiến tranh giữa hai nước. Trận đánh này rồi ai thắng ai bại tuy không thể biết trước, nhưng hiện giờ bên họ đông người mà ta ít, lực lượng hai bên tranh lệch quá xa thì cái thua thiệt trước mắt nhất định mình phải hứng chịu. Hắn càng nghĩ càng hối hận là đã huynh hoang hăm dọa nói những gì dẫn đội hỏa thương la sát và đội kỵ binh kha tát khắc đến đánh thành Bắc Kinh, ai ngờ gã thiếu niên lại cho là sự thực. Chẳng những gã không sợ mà còn hoan hỉ vô cùng, phi yến đa la thấy mình đã chót khéo qua hoa vụng, nhưng nếu để lộ vẻ khiếp nhược thì không khỏi bị đối phương khinh nhờn trong lúc nhất thời, hắn không biết làm thế nào, đầm ra luống cuống. Vì tiểu bảo lại nói, mạc tư khoa cách đây xa quá, quân đại thanh kéo đến tấn công thực ra cũng chẳng nắm chắc được phần thắng. Nếu bại trận, hoàng đế còn thống trách bản xứ, phi yến đa la nghe chừng có cơ xoay chuyển, hắn lộ vẻ vui mừng vội nói, dạ dạ, tệ nhân kính cần khuyên can đại nhân đừng mạo hiểm là hơn vì tiểu bảo đáp bản xứ chỉ muốn lập công để được phong vương chứ không muốn diệt nước la sát. Đất đai bên quý quốc rất rộng, nhất định bản xứ không đủ bản lãnh để trừ diệt. Phi Yến Đa La luôn miệng khen phải, vì tiểu bảo khẽ nói, bây giờ chúng ta đành làm thế này, quý sứ phát binh đi đánh Bắc Kinh, bản xứ phát binh đánh nghi bố sở, anh em mình đường ai nấy đi, đánh được Bắc Kinh là công lao của quý sứ, hạ được nghi bố sở là công lao của bản xứ quy sứ thử tính xem có phải kế này tuyệt diệu không. Phi Yến Na La ngấm ngầm kêu khổ, trong tay hắn chỉ có hơn hai nghìn nhân mã, muốn phản công lấy lại nhã tát khắc cũng chưa đủ lực lượng, còn nói chi đến chuyện đi đánh Bắc Kinh. Hắn nghĩ bụng nếu mình không nhận lỗi thì gã thiếu niên này lộng giả thành chân cũng chưa biết chừng. Hắn liền nhăn nhó cười nói xin công tước đại nhân bất tất phải quan tâm vừa rồi tệ nhân bảo kéo đội hòa thương thủ và đội kỵ binh kha tát khắc đến đánh thành bắc kinh chỉ là câu chuyện hồ đồ chứ không phải sự thực tệ nhân đã đưa ra ý kiến lầm lẫn bây giờ xin thu về vì tiểu bảo hỏi quy sứ đã tuyên bố rồi còn thu về sao được phi yến la đáp tệ nhân xin công tước đại nhân vì tình mà quên câu chuyện này đi vì tiểu bảo cười khanh khách hỏi quy sứ nói vậy thì ra bãi việc dẫn quân la sát đến đánh bắc kinh hay sao Phi Yến đa la đáp không đi đâu, nhất định là không đi. Vì tiểu bảo hỏi các vị còn muốn cưỡng chiếm thành nhã tát khắc của bản xứ nữa hay thôi. Phi Yến Đa La lắc đầu đáp, không có đâu, không có đâu, vì tiểu bảo hỏi cả thành ni bố sở các vị cũng không được đụng đến chứ. Phi Yến La sửng sốt đáp thành ni bố sở này là lãnh thổ của sa hoàng bên tệ quốc. Xin công tước đại nhân lượng cho, vì tiểu bảo nghĩ thầm người ta thường nói, bạn hàng nói thách khách mua giá cao ta mà đòi hắn lấy thành ni bố sở nhất định là không được rồi vậy ta thử đòi từ chân thành ni bố sở lăn về phía tây xem sao gã liền hỏi cuộc nghị hòa của chúng ta fan này nhất định phải cho công bằng đừng lừa già dối trẻ không để ai thua thiệt phải vậy không phi yến la đáp đúng thế hai nước cùng chân thành hoạch định cương giới dựng nên nền hòa bình vĩnh cửu vì tiểu bảo nói thế là hay lắm nếu biên giới cắt gần thành mạc tư khoa quá thì người la sát phải thiệt thòi. Ngược lại, gần Bắc Kinh qua thì người Trung Quốc thua thiệt. Cách hay nhất là chia biên giới quãng giữa, theo phép, nhị nhất thiêm tác ngũ. Phi Yến la hỏi, nhị nhất thiêm tác ngũ là thế nào? Vì tiểu Bảo hỏi lại, phải chăng từ mạc tư khoa đến Bắc Kinh lộ trình mất ước hơn 3 tháng? Phi Yến la đáp, phải rồi, vì tiểu Bảo hỏi, 3 tháng chia đôi là bao nhiêu ngày? Phi Yến Na La không hiểu ý gã, cũng đáp một nửa là tháng rưỡi. Vì tiểu bảo hỏi, vậy chúng ta khỏi cần đàm thoại nữa. Bên nào về kinh thành bên ấy, các vị từ mạc tư khoa đi sang phía đông, bọn bản xứ xuất phát từ Bắc Kinh, tiến về phía tây. Hai bên cùng đi một tháng rưỡi rồi đụng đầu nhau, phải không? Phi Yến Na La đáp, đúng thế, nhưng chưa hiểu đại nhân làm như vậy với dụng ý gì. Vì tiểu bảo đáp đó là cách chia ranh giới công bình nhất chỗ hai bên giáp nhau dùng làm biên thùy của hai nước. Các vị không chiếm phần tiện nghi mà bên bản xứ cũng chẳng giành phần hơn. Bên bản xứ thắng trận vừa rồi coi như bỏ đi, đã là hào bằng hữu với nhau, việc mua bán lại cần song phẳng. Phi Yến đa la mặt mũi đỏ bừng, miệng ấp úng, cái đó, cái đó, rồi hắn đứng lên, vì tiểu bảo cười hỏi, quy sứ cũng nhận thấy phương pháp này là rất công bình phải không? Phi Yến la xua tay lia lịa đáp, không. Không, nhất định là không được. Phân chia địa giới như vậy há chẳng là đem nửa phần đất nước Nga La Tư cắt cho quý quốc. Vì tiểu bảo hỏi, có đâu mà một nửa, phía tây mạc tư khoa quý quốc còn rất nhiều đất đai, phần ấy khỏi phải dùng phép, nhị nhất thiêm tác ngũ, cắt cho Trung Quốc nữa. Hà tất quý sứ còn khách sáo như vậy, phi yến đa la tức quá, dâu tóc dựng đứng cả lên hồi lâu mới nói, công tước đại nhân nếu đại nhân thành tâm nghị hòa thì nên đưa ra chủ trương thông tình đạt lý. Cách này là cắt lấy nửa phần lãnh thổ của tệ quốc, thật là, thật là khi người thái quá, hắn vừa nói vừa thở hồng hộc, đặt đít đánh mình một cái ngồi xuống, làm ghế rung động vang lên những tiếng lách cách. Vì tiểu bảo khẽ hỏi, nói tình thực với quy sứ thì nghị hòa hay phân chia cương giới chẳng có chi thú vị. Chúng ta hãy đánh nhau một trận đã, quy sứ bảo có nên không? Phi Yến Đa La vẫn chưa hết thở hồng hộc, vẫn nộ cơ hồ nhịn không nổi. Những muốn đập bàn đứng lên quát lớn, đánh nhau thì đánh nhau chứ sợ gì? Nhưng hắn nghĩ tới nếu xảy cuộc chiến tranh, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Bên mình tuyệt không hy vọng thủ thắng. Hắn đành giáng nhịn, lặng lặng không nói gì. Vì Tiểu Bảo đột nhiên vỗ tay xuống bàn, cười nói: Có rồi, có rồi. Bản xứ còn một biện pháp khác rất công bằng. Gã luồn tay vào bọc móc ra hai con xúc sắc ghé miệng vào thổi một hơi rồi liệng xuống bàn nói, quy sứ đã không muốn đánh nhau, lại không thích dùng phép, nhị nhất thiêm tác ngũ. Vậy chúng ta gieo xúc sắc, gã dừng lại một chút rồi tiếp từ Bắc Kinh tới Mạc Tư Khoa hãy kể là một vạn dặm đường. Chúng ta chia làm 10 phần, mỗi phần một ngàn dặm, chúng ta liệng xúc sắc xuống 10 bàn, mỗi bàn đặt cuộc ngàn dặm quốc gia. Nếu quy sứ thắng cả 10 bàn thì giải đất từ đây cho đến chân thành Bắc Kinh thuộc về nước La Sát. Phi Yến Đa La đằng hắng một tiếng rồi hỏi, thế nhỡ tệ nhân thua cả 10 bàn thì sao? Vì tiểu bảo cười nói, có lẽ để quy sứ tự nói ra hay hơn. Phi Yến Đa La hỏi, chẳng lẽ Giang Sơn muôn dặm của tệ quốc về mé đông thành mạc tư khoa lại thuộc hết về Trung Quốc? Vì tiểu bảo đáp bản sứ đoán vận khí của quy sứ không đến nỗi suối quẩy như ngài nghĩ. Đâu có lý nào không ăn một bàn, quy sứ chỉ thắng được một bàn là giữ được nghìn dặm lãnh thổ hai bàn được hai nghìn dặm n đến bốn bàn là chiếm phần tiện nghi rồi phi yến la hỏi sao như thế lại chiếm tiện nghi từ mạc tư khoa đi về phía đông đến bắc kinh đa phần là đất của nước nga bảy nghìn dặm tám nghìn dặm là thuộc về lãnh thổ nga quốc hai bên tranh luận hồi lâu giáo sĩ phiên dịch đứng bên khẽ dịch sang trung quốc thoại bọn sách ngạch đồ đông quốc cương nghe ngóng ban đầu còn tưởng phi yến đa la ngang ngạnh vô lý đòi lấy sông Hắc Long Giang làm giới hạn, uy hiếp tỉnh Liêu Đông của Trung Quốc. Thế thì Mãn Châu là nơi phát tích gây dựng nghiệp rồng cũng để bọn di dịch uy hiếp hay sao? Trong lòng bọn họ đều cực kỳ phẫn nộ, sau họ nghe vi tiểu bảo kéo rằng kéo rõ, nào là trao đổi ấp phong, nào là dùng phép nhị nhất thiêm tác ngũ, nào là gieo xúc sắc để hoạch định cương giới, mỗi bản ăn nhìn dặm thổ địa, họ mới biết là gã nói nhăng nói cản, đối phương quyết chẳng ưng thuận. Nhưng họ thấy Phi Yến Đa La khí thế trùn nhụt, lại nghe Vi Tiểu Bảo nói chỉ ham đánh trận lập công để mong cắt đất phong vương. Còn sứ thần nước Nga hiển nhiên ngoài mặt hung hăng mà trong lòng mềm nhũn không dám đối lời. Ai nấy đều nghĩ bụng, người la sát ngang ngược dã man, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu đàm phán một cách nghiêm chỉnh với chúng là mình bị kém thế. Đức Hoàng Thượng Phái Vi công tước chủ trương hòa nghị, quả là có tài dùng người một cách rất sáng suốt bọn quỷ phiên bang là hạng người dã man, chỉ có vi công gia bất học vô thuật nhưng đủ điều dân dã lưu manh mới dư bản lĩnh đối phó với chúng. Thật là vỏ quyết dày gặp móng tay nhọn, nên biết bọn sách ngạch đồ, đồng quốc cương lên mặt đại thần, tuy bề ngoài họ tỏ ra cực kỳ lễ độ cung kính đối với vi tiểu bảo, mà thực ra trong lòng coi gã rất tầm thương. Họ đều cho vi tiểu bảo bất quá là thằng hề được hoàng thượng sủng ái làm nên quan lớn hành động cùng ngôn từ bình nhật của gã biểu lộ xấu xa hèn hạ mà chính gã không biết xấu hổ. Họ còn đinh ninh chuyến này gã đụng chạm với sứ thần ngoại quốc tất đề ngoại bang cười cho và làm mất thể diện của quốc gia. Ngờ đâu Đức Hoàng Thượng Liệu tài bổ chức, thu dụng gã vào việc trọng đại này thật xứng đáng. Giả tỷ Hoàng Thượng không sai phái một nhân vật chuyên nói chuyện trò bậy và cãi chảy cãi cối là vi tiểu bảo vào công cuộc hòa đàm, thì trong các văn võ đại thần đầy rẫy trốn chiều đường thực không tìm được nhân vật thứ hai nào làm nổi. Các đại thần càng nghe càng khâm phục và càng tôn dùng Đức Hoàng thượng anh minh tài trí. Chúng thần chẳng ai bì kịp. Sách ngạch đồ nghe tới đây đột nhiên xen vào. Mạc Tư Khoa Nguyên trước cũng là đất của Trung Quốc. Phi Yến nala La giật mình kinh hãi nghĩ bụng. Thằng lỏi kia giờ giọng thiên hô bách sát đã đành. Sao cả lão già này cũng nhắm mắt nói mỏ như tuồng vô xì. Si. Hắn bảo thành Mạc Tư Khoa của nước mình là đất Trung Quốc mới thật là kỳ lại nghe sách ngạch đồ nói, theo lời quý sứ thì người La Sát tạm thời chiếm cứ nơi nào là nơi ấy cũng thuộc lãnh thổ La Sát hay sao? Phi Yến Nhân La đáp như vậy cũng còn có lý. Quý sứ nói là mạc tư khoa thuộc đất Trung Quốc thì, hà hà, tức cười đến nẻ ruột. Sách ngạch đồ nói nhân dân La Sát gồm nhiều chủng tộc, Đại Nga La Tư, Tiểu Nga La Tư, Bạch Nga La Tư, lại còn Kha Tát Khắc, Thát Đát gì gì nữa cũng đều là người La Sát. Phi Yến La Đáp nhất định là thế, đất đai tệ quốc rộng bát ngát, nhân dân dưới quyền thống trị cũng nhiều lắm. Sách ngạch đồ nói, trăm họ bên tệ quốc cũng gồm rất nhiều chủng tộc, người Hán có, người Mông có, người Mãn có, người Miêu có, người Hồi có, người Tạng có. Phi Yến La Đáp chính thế, Nga La Tư là nước lớn, Trung Quốc cũng là nước lớn, hai nước chúng ta là nước lớn nhất trong những nước lớn sách ngạch đồ nói, chuyến này quý sứ đem đội vệ binh đi, dường như toàn là kỵ binh kha tát khắc. Phi Yến La mỉm cười đáp, kỵ binh kha tát khắc nổi tiếng anh hùng vô địch, có thể họ là những dũng sĩ lợi hại nhất thiên hạ. Sách ngạch đồ hỏi, kỵ binh kha tát khắc còn lợi hại hơn cả người Nga La Tư nữ ư? Phi Yến Đa La đáp, câu chuyện không phải như vậy. Người Kha Tát Khắc là trăm họ của nước La Sát, người Nga La Tư cũng là trăm họ trong nước La Sát chẳng có gì phân biệt. Tỷ như người Mãn Châu cũng là bách tính của Trung Quốc, người Mông, người Hán, cũng là bách tính của Trung Quốc, chẳng có gì phân biệt. Sách ngạch đồ gật đầu nói, thế thì phải rồi, vì vậy mà thành mạc tư khoa cũng là lãnh thổ của Trung Quốc. Vì tiểu bảo nghe hai người nói tới đây, còn chưa rõ chỗ dụng ý của sách ngạch đồ. Gã biết đích mạc tư khoa cách đây xa hàng vạn dặm quyết chẳng phải lãnh thổ Trung Quốc, nhưng nghe lý thuyết của sách ngạch đồ thì dường như có chứng cứ còn phi yến đa la chán nổi gân xanh sắc mặt lúc xám lại lúc đỏ bừng hiển nhiên trong lòng hắn tức giận như phát điên gã liền xen vào mạc tư khoa thuộc đất trung quốc là đúng lắm tuyệt không sai lầm đức hoàng đế trung quốc khoan hồng đại lượng cho các vị mượn ở đã lâu bản xứ tưởng bây giờ nên trả lại là phải đừng bắt trước kiểu lưu bị tá kinh châu rồi muốn chiếm cứ vĩnh viễn chẳng bao giờ hoàn lại Dĩ nhiên Phi Yến Đa La chẳng hiểu tích lưu bị tá kinh châu ý nghĩa thế nào, mà chỉ biết bọn man tử Trung Quốc này không hiểu đạo lý, ăn nói hoàn toàn khác hẳn người văn minh. Hắn cười lạc nói móc trước kia tệ nhân nghe nói đến lịch sử Trung Quốc và tưởng là người Trung Quốc học vấn sâu rộng. Không ngờ, ha ha, toàn nói những chuyện mù tịt chẳng có chứng cứ gì. Sách ngạch đồ đá quý sứ là một đại thần nước la sát, dù chẳng có học vấn gì mấy, nhưng ít ra cũng biết lịch sử nước La Sát chứ. Phi Yến Nga La đáp lịch sử bên tệ quốc đều có sách vở chứng minh rõ ràng, quyết chẳng khi nào căn cứ vào những lời loạn thuyết của kẻ bạ đâu nói đấy. Sách ngạch đồ nói, thế thì hay lắm, trước kia Trung Quốc có một vị hoàng đế tên gọi Thành Cát Tư Hãn. Phi Yến Đa La vừa nghe đến bốn chữ Thành Cát Tư Hãn, bất giác la lên một tiếng, ái cha, hắn than thầm, hỏng bét, hỏng bét sao ta lại hồ đồ đến thế, quên khuấy cả việc lớn đó. sách ngạch đồ nói tiếc vị thành cát tư hãn này bên trung quốc kêu bằng nguyên thái tổ, vì ngài là hoàng đế dựng ra cơ nghiệp nhà nguyên ở trung quốc. ngài là người mông cổ, quy sứ vừa nói người mãn châu, người mông cổ hay người hán đều là người trung quốc, chẳng có gì phân biệt. lão dừng lại một chút rồi tiếc ngày ấy đạo kỵ binh mông cổ lên đường chinh tây đã cùng quân la sát đánh mấy trận lớn lịch sử quy quốc có chép rõ ràng, quyết chẳng phải loạn thuyết của kẻ bạ đâu nói đấy. Không hiểu trong mấy trận đó người Trung Quốc thắng hay người La sát thắng. Phi Yến la lặng thinh, hồi lâu mới đáp người Mông Cổ thắng, sách ngạch đồ hỏi vặn người Mông Cổ có phải là người Trung Quốc không? Phi Yến la đành phải gật đầu, vì tiểu bảo hoàn toàn không hiểu ngày trước đã có vụ này. Gã vừa nghe nói bất giác nở mặt nở mày lên tiếng người trung quốc mà đánh với người la sát thì người la sát tất phải thất bại không còn nghi ngờ gì nữa bản lĩnh của các vị còn kém một bậc lần sau có đánh nhau bên bản xứ chỉ dùng một tay đánh nhau cũng đủ nếu không thế thì lực lượng hai bên chênh lệch nhau quá cuộc chiến đấu chẳng còn thú vị nữa phi yến đa la tức quá trợn mắt lên nhìn miệng lầm bầm nếu không phải công chúa điện hạ ban nghiêm lệnh lần này chỉ cho hòa chứ không cho đánh thì gã buông lời nhục mạ người la sát ta thế này ta quyết đấu với gã một phen vì tiểu bảo cười ha hà hỏi sách ngạch đồ sách đại ca ngày trước thành cát tư hãn đánh bại quân la sát sự tích thế nào đại ca kể lại nghe chơi sách ngạch đồ đáp hồi đó thành cát tư hãn phái hai đội quân đi chinh tây mỗi đội một vạn người cộng là hai vạn nhân mã mà đánh cho mười mấy vạn quân la sát phải thua chạy thất điên bát đảo Lão dừng lại một chút rồi tiếp, sau đó bên xứ Mông Cổ của chúng ta lại sản xuất một vị đại anh hùng tên gọi Bạt Đô. Bạt Đô thống lĩnh quân đội đánh binh tướng La Sát đến tơi bời hoa lá chiếm tòa thành cơ phụ rất lớn của nước La Sát rồi chiếm thành mạc tư khoa. Thế vẫn chưa hết, quân ta còn tràn đến Ba Lan, Hùng Gia Lợi, vượt sông Đa Não Hà, Đa Nguyếp. Sau đó mấy trăm năm, vương công quý tộc người La Sát đều thích nghe chuyện người Trung Quốc hồi ấy vị anh hùng Mông Cổ bên tệ quốc đóng ở trong chướng bồng rát vàng. Đại công tước ở mạc tư khoa thường thường đến dập đầu lại người Trung Quốc. Người Trung Quốc muốn đá đít là đá đít, muốn tát tai là tát tai. Người la sát chỉ cười hề hề, lại gieo hò, đánh hay quá. Nếu không thế thì chẳng thể làm đến tước công, vì tiểu bảo nghe nói cặp lông mày dương lên như nhảy múa, gã không ngớt vỗ bản hô, hay thật, hay thật. Té ra, thành Mạc Tư Khoa ngày trước quả thuộc về Trung Quốc. Lời chú của tác giả, đại tướng Mông Cổ là Bạt Đô tấn công vây hãm Mạc Tư Khoa và cơ phụ vào năm 1238. Từ năm 1240 đến 1480, người Mông Cổ thống trị nước Nga La Tư đất cát bao la trong 240 năm, đã dựng lên tòa kim Trướng Hãn quốc trong pho đại anh bách liệu toàn thư ở mục Nga La Tư có ghi chép những vương tử phong công tước ở thành mạc tư khoa phải đến triều kiến hoàng kim trướng của mông cổ khả hãn tại thành tát lai ở cửa sông phục nhị gia để tiếp thụ phong hiệu bọn họ thường nhẫn nải chịu đựng những điều khổ nhục nhưng sau khi làm lễ triều bái trở về mạc tư khoa họ có thể thu thuế người thắt đát và lấn át những tiểu bang chư hầu lân cận phi yến đa la sắc mặt lúc xanh xám lúc trắng bợt những điều thuật lại của sách ngạch đồ theo đúng sử sách quyết không giả trá có điều người La Sát trước nay không nhận người Mông Cổ là người Trung Quốc. Trong lúc nhất thời, Phi Yến Đa La không nhớ tới thành mạc tư khoa trước kia đã thuộc quyền thống trị của người Mông Cổ một quãng thời gian khá lâu. Hiện nay Mông Cổ thuộc về Trung Quốc, do đó mà suy luận thì bảo thành mạc tư khoa thuộc về Trung Quốc cũng không phải là lời nói hàm hồ. Vì tiểu bảo nói, hầu tước các hạ, bản chức nhận thấy việc hoạch định biên giới chúng ta bất tất phải đàm phán nữa xin các hạ trở về hỏi lại công chúa bao giờ quý quốc sẽ đem thành mạc tư khoa và thành cơ phu hoàn lại Trung Quốc. Bản xứ cũng trở về Bắc Kinh lấy ra bò và hoàng kim để dựng hoàng kim trướng bên bờ sông Phục Nhị ra chờ Tô Phi Á công chúa đến ngủ. Ha ha, ha ha, Phi Yến Đa La nghe tới đây không thể nhịn được nữa, hắn đứng phát dậy sông ra ngoài trướng. Lại nghe hắn tức giận gầm lên như sấm và lớn tiếng quát tháo để truyền mệnh lệnh kế đó tiếng vo ngựa dồn dập vang lên mấy trăm con ngựa nhất tề xông tới vì tiểu bảo giật mình kinh hãi la lên trời ơi quân mao tặc muốn đánh nhau chúng ta phải trốn cho lẻ đồng quốc cương trải qua chiến trận đã nhiều nét mặt vẫn bình tĩnh lão nói vì công gia bất tất phải hoang mang chúng muốn đánh thì đánh chẳng lẽ bọn ta lại sợ chúng sao phía ngoài doanh trướng hai trăm sáu tên kỵ binh kha tát khắc hò reo dầm trời vì tiểu bảo sợ quá toàn thân run bần bật, gã cúi đầu chui vào gầm bàn, đồng quốc cương và sách ngạch đồ ngơ ngác nhìn nhau, trong bụng cũng hơi hoang mang. Cửa trướng mở ra, một tướng rào bước tiến vào, chính là Hồng Triều thống lĩnh đội quân đằng bài. Hồng Triều lớn tiếng hô, khải bẩm đại soái nhưng hắn không nhìn thấy đại soái đâu, vì tiểu bảo nằm dưới gầm bàn lên tiếng, ta, ta, ta ở đây, anh em, mau mau trốn đi hồng triều cúi xuống gầm bàn nhìn vi đại soái nói khải bẩm đại soái quân la sát thanh thế hùng dũng chúng ta chẳng thể khiếp nhược muốn làm con con mẹ nó thì làm vì tiểu bảo nghe lời nói dũng cảm liền trấn tĩnh tâm thần gã ở dưới gầm bàn bỏ ra vừa rồi sự việc xảy đến đột ngột gã hoang mang chui vào gầm bàn nhưng thực ra không phải gã khiếp đảm sợ chết vì tiểu bảo vỗ ngực đáp phải lắm tổ bà nó muốn làm gì thì làm lão gia phải thân tiến sĩ tốt, dũng, dũng, dũng quản tam quân, nhưng gã quên mất, gã dắt tay hồng chiều chạy ra ngoài trướng. Hồi 239, triều đình đại kế chủ hòa bình, vì tiểu bảo vừa ra đến cửa doanh trướng, liền ngó thấy 260 tên kỵ binh kha tát khắc trường đao tốt trần, đưa lên cao. Chúng cưỡi toàn tuấn mã bao vây trướng hồng đang diệu võ dương oai đi vòng quanh chạy rất mau. Phi Yến Đa La hạ lệnh một tiếng đoàn kỵ binh chạy ra xa. Chúng xếp thành đội ngũ đứng ngoài 200 trường, cứ 26 tên là một hàng, cả trước sau cộng thành 10 hàng. Hàng ngũ rất chỉnh tề, đột nhiên chúng lớn tiếng reo hò lao rất mau về phía Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo la lên, má ơi là má ơi, gã toàn chạy vào trướng, nhưng lại nghĩ bọn quỷ la sát đã muốn giết ta thì ta có vào trướng cũng bị chúng lôi ra lại càng thêm nhục mặt xám như cho tàn, người run bần bật, gã đứng yên không nhúc nhích. Hồng chiều hô, đằng bài thủ, chuẩn bị bảo vệ đại soái Tiến lên, 260 quân đằng bài đồng thanh hô, tuân lệnh, rồi chúng rầm rộ chạy tới đứng ở phía trước vi tiểu bảo cùng các đại thần. Vi tiểu bảo rút đao trùy thủ ở ống giày ra tự nhủ, nếu bọn quỷ la sát thực sự nổi tính man dở, tất xảy một trường chiến đấu ác liệt, ta không thể phế bỏ điều nghĩa khí gã liền mạnh dạn tiến ra đứng ở phía trước sách ngạch đồ. Miệng gã hô, sách đại ca đừng sợ, đã có tiểu đệ bảo vệ cho đại ca. Sách ngạch đồ là một văn quan, lão sợ quá chẳng còn hồn ví nào nữa. Ấp úng đáp tiểu huynh, hoàn toàn, trông cậy vào huynh đệ. Người hàng kỵ binh kha tát phát sông tới rất lẻ. Khi chúng còn cách đội quân thanh chừng năm sáu trượng thì tên đội trưởng đi trước vung trường đao chém dứ một đòn. Hắn quát to một tiếng đoàn kỵ binh lập tức dừng ngựa, 260 con tuấn mã đều dừng bước lại, tên đội trưởng lại hô một tiếng, bọn kỵ binh rẽ ra chia làm hai toán, 130 tên quay về phía bắc, 130 tên quay về hướng nam. Chúng chạy ra mấy chục trượng quay lại thành vòng tròn và đứng cách xa chướng hồng ngoài 200 trường. Đội ngũ vẫn tề chỉnh, không rối loạn chút nào. 260 tên cưỡi 260 con ngựa đều răm rắp như một người cưỡi một ngựa. Quả nhiên chúng đã được huấn luyện rất tinh thục. Phi Yến Đa La nổi lên chàng cười khanh khách, lớn tiếng hỏi, công tước đại nhân, đại nhân coi đội quân la sát bên tệ quốc thế nào? Vì tiểu bảo bây giờ mới hiểu hắn bất quá muốn khoa trương quân đội để thị uy. Trong lòng tức giận gã la lên, đúng là một lũ khỉ làm trò, nếu đem dùng vào việc đánh trận thì toàn là đồ vô dụng. Phi Yến Đa La tức giận hô, chúng ta lại xông vào, miệng hắn lẩm bẩm lần này thử coi gã có chạy trốn không? hắn hô tiếp hãy lột hết nón đội trên đầu binh sĩ Trung Quốc. Đội trưởng trong đội kỵ binh Kha Tát Khắc lại hô hiệu lệnh. 260 tên quân kỵ liền xông vào, vì tiểu bảo quát, chém vào chân ngựa bọn chúng. Hồng chiều hô, xin tuân lệnh, chặt chân ngựa, đừng giết người. Tiếng vó ngựa rầm rầm như sấm nổ. Hai trăm sáu con ngựa chạy tới mỗi lúc một gần. Những thanh trường đao dưới ánh mặt trời lấp loáng có ánh sáng. Đoàn kỵ mã chỉ còn cách ba chục trường hai chục trường, mười trường, vẫn chưa dừng bước. Khi còn cách bốn, năm trường, hồng chiều hô, cổn đường đao, tiến lên, hai trăm sáu chục tên đằng bài thủ nhảy vọt lại, lăn mình dưới đất sông vào. Hai trăm sáu chục tên quân này đều do Lâm Hưng Châu thân hành rèn dạy môn địa đường đao Pháp rất thuần thục. Chúng dùng lá mộc bằng dây leo để hộ vệ, không hở ra chút đao quang nào. Quân kỵ binh Kha Tát khắc đột nhiên thấy thanh binh lăn mình dưới đất rất lấy làm kinh dịp bọn thủ quân ở nhã tát khắc đã nếm mùi đau khổ của bọn đằng bài thủ nhưng kẻ thì chết rồi, kẻ thì bị bắt. cánh thủ quân hoàn toàn tan vỡ. đội kỵ binh kha tát khắc này mới từ mạc tư khoa hộ tống phi yến đa la trong cuộc công du. trước nay chúng chưa được chứng kiến phép đánh trận của đằng bài binh, đều cho là bên địch ngu xuẩn quá mới lăn mình dưới đất. chúng có bị ngựa xeo chết cũng không trách ai được. chỉ trong chớp mắt hàng đầu đội kỵ binh đã đụng phải quân đằng bài đột nhiên tiếng ngựa thét vang, tới tấp ngã lăn ra. Quân đằng bài vung lợi đao lên, cứ mỗi đao là chém đứt một đôi chân ngựa, đã có đằng bài hộ thân, chúng lăn xả vào đâm chém. Quân la sát là ó vang trời pha lẫn với tiếng ngựa thét. Đội đằng bài đã lăn vào tới hàng thứ 10 bên địch và chém đứt 170, 80 đôi chân ngựa rồi xếp hàng ở phía sau đội kỵ binh Kha Tát Khắc. Có đến quá phần nửa quân Kha Tát Khắc bị ngã xuống còn mấy chục tên liền quay ngựa chạy trốn. Thế là đội quân tan vỡ. Hồng Triều dẫn đội đằng bài binh chạy về thật mau đứng xếp hàng trước vi tiểu bảo. Toàn đội 260 người chỉ có mười mấy người bị ngựa dẫm lên hay đá bị thương, nhưng thương thế rất nhẹ. Chúng vẫn nhịn đau đớn và đứng nguyên trong hàng ngũ. chục tên kỵ binh kha tát khắc, một số bị ngựa đè lên, nằm dưới đất rên rỉ kêu la, một số phóng ngựa chạy tán loạn ra tận đằng xa. Còn phần lớn đứng xuống đất, chân tay luống cuống. Bọn kỵ binh này suốt đời kỵ mã, có ngồi trên lưng ngựa mới phát huy được tài kiêu dũng. Một khi hai chân đứng xuống đất là chẳng khác gì cá mất nước, không còn chỗ nương tựa để vùng vẫy. Vì tiểu bảo hô chia quân lấy phân nửa bao vây đại quan la sát, không chiều truyền hiệu lệnh ra. Một trăm quân đằng bài liền kéo đến bao vây bọn phi yến đa la và bọn đại quan la sát hơn chục người. Một trăm thanh đại đao tổ hợp thành một vòng tròn đao. Mũi đao hướng vào phía trong. Chỉ cần hô một tiếng hiệu lệnh là cả trăm thanh đại đao nhất tề phóng vào Bọn phi yến đa la sẽ lập tức bị đâm nát ra như tương Mấy tên tránh phó đội trưởng đoàn kỵ binh kha tát khắc thấy tình trạng này vội chạy lại lớn tiếng la Đừng có giết người, đừng có giết người Vì tiểu bảo quay lại nhìn song nhi hiện cải trang làm thân binh Ra lệnh lại điểm huyệt chúng đi Song nhi dạ một tiếng tung mình vọt tới sau lưng tên đội trưởng kỵ binh kha tát khắc Thì điểm huyệt vào huyệt đạo sau lưng hắn rồi lại điểm huyệt tên phó đội trưởng. Một tên tiểu đội trưởng thò tay vào bọc rút súng lục ra quát, không được nhúc nhích, song nhi chụp một tên quân la sát đứng bên để che đỡ phía trước. Thị đẩy gã tiến lên mấy bước, tên tiểu đội trưởng kia không dám nổ súng, lại la lên, không được nhúc nhích, song nhi chụp tên la sát đó nhấc bổng lên liệng tới. Tên tiểu đội trưởng giật mình kinh hãi nghiêng mình né tránh song nhi thừa cơ nhảy lại điểm vào những huyệt dạo trước ngực và sau lưng gã rồi đoạt lấy khẩu súng lục trong tay đối phương. Thị trỏ súng lên trời bắn chỉ thiên đánh, đoàn, một tiếng, vi tiểu bảo hô lớn, hay lắm, hai bên đã hứa không được đem theo hỏa khí, bọn quỷ la sát các ngươi không kể gì đến chữ tín. Gã tiến lại mấy bước nhìn phi yến đa la nói, này, đại nhân bảo bọn thủ hạ liệng binh khí trong tay đi, xuống ngựa hết, xếp thành hàng ngũ tên nào còn rất hỏa khí trong mình phải lôi ra hết. Phi Yến Đa La nhận thấy mình không thể nào kháng cự được đành nghe theo lời vi Tiểu bảo truyền lệnh xuống. Bọn kỵ binh kha tát khắc đành liệm đao kiếm rồi xuống ngựa, xếp thành đội ngũ. Vi tiểu bảo lại sai 160 tên đằng bài thủ bao vây bốn mặt ra sụp tìm trong mình bọn quân la sát. Chúng lấy được hơn 280 khẩu súng lục vì trong đoàn kỵ binh 260 người, nhưng một số đem theo hai khẩu bọn quân la sát ở dưới chân thành ni bố sở ngó thấy tình thế xảy biến cố liền từ từ tiến ra. mé đông quân thanh cũng lập tức tiến vào, hai bên cách nhau mấy trăm bước thì dừng lại dàn trận đối lập, đoàn quân la sát thấy chủ soái bị vây đành ngấm ngầm kêu khổ, không dám tự động. Vì tiểu bảo hỏi phi yến đa la, hầu tước đại nhân, đại nhân cho đem nhiều hỏa khí đến làm gì vậy? Phi Yến la cúi đầu đáp xin lỗi công tước đại nhân, bọn vệ binh thủ hạ của tệ nhân không theo mệnh lệnh, ngầm đeo hỏa khí. Tệ nhân sẽ trọng phạt bọn chúng, vì tiểu bảo hô đằng bài thủ, các người cởi hết y phục ra để họ coi có ngầm giấu hỏa khí không. 260 tên đằng bài thủ bỏ lá mộc xuống. Tay mặt giơ đại đao lên cao để đề phòng đối phương hành động bất chắc. Chúng dùng tay trái để cởi áo, mọi người cởi áo rồi, mình chân trùng trục, nhảy lên mấy cái. Quả nhiên không một ai đeo súng, phi yến đa la trong lòng hồ thẹn cúi đầu xuống không dám nói gì. Vì tiểu bảo lại lớn tiếng, bọn người la sát mặt dày không thủ tín, chẳng thể tin được. Lột quần áo bọn chúng ra khám kỹ lại xem có còn hỏa khí không. Phi Yến Đa La kinh hãi vội nói, công tước đại nhân, xin đại nhân rộng ơn cho. Đại nhân, đại nhân, mà lột quần tệ nhân, thì tệ nhân, đành chịu tự sát. Vì tiểu bảo đã cái gì thì được, còn việc cởi quần thì không thể khoan miễn. Phi Yến Đà La Năn Nỉ xin đại nhân khoan thứ cho một lần, nhất thiết mọi điều gì khác, tệ nhân đều xin tuân theo ý kiến của đại nhân. Vì tiểu bảo hỏi, vừa rồi đội kỵ binh của hầu tước đại nhân xông lại làm cho bản sư khiếp quá phải chui vào gầm bàn, như thế còn chi là thể diện của công tước đại nhân. Vụ này hầu tước đại nhân tính sao đây? Phi Yến Đa La mắng thầm, cái đó tự ngươi nhát gan, ta biết làm thế nào? Nhưng ngoài miệng hắn đáp, tệ nhân xin nguyện ý bồi thường những sự tổn thất của đại nhân. Vì tiểu bảo trong lòng hoan hỉ nghĩ thầm đến lúc làm tiền được rồi đây. Nhưng trong lúc nhất thời gã nghĩ không ra bắt đối phương bồi thường bằng cách nào, liền hạ lệnh hãy cắt đai quần từ đại quan cho đến tiểu binh la sát. Bọn đằng bài thủ hô lớn xin tuân lệnh, chúng dơ đao lên thò vào sau lưng bọn người la sát, quay lưỡi ra ngoài kéo một cái. Lập tức đai lưng bị đứt liền bọn người la sát từ phi yến đa la trở xuống chẳng một ai là không sợ hết hồn hai tay giữ chặt cạp quần chỉ sợ tụt mắt vì tiểu bảo nổi lên chàng cười khanh khách ra lệnh áp giải bọn người la sát nổi hiệu đắc thắng đưa về doanh chướng lúc này quan binh la sát ai cũng chỉ lo tụt quần tuyệt không dám kháng cự diêu diếu theo bọn thanh binh giữ nguyên đội ngũ đi về phía đông đông quốc cương cười nói chi kế của vi đại soái quả là thần diệu ai cũng phải khâm phục chỉ trong khoảnh khắc mà, cột, được hai tay của hết thảy 300 quan binh la sát. Vì tiểu bảo cười đáp, bọn nam nhân la sát sợ nhất là bị tụt quần. Trái lại, bọn nữ nhân không ngán vụ đó. Thế có lạ không, bọn Đông Quốc cương híp mắt lại mà cười một cách mê ly. Đoàn người và đại quân hội họp rồi, đoàn quân thanh đầy hơn 200 cỗ súng lớn ra, bỏ áo súng đi, miệng súng chĩa về phía quân la sát. Thời bấy giờ tuy hỏa khí nước la sát đã lợi hại lắm, nhưng ở phía đông cũng không đem đến nhiều bằng vua Khang Hy đã chuẩn bị cho một cuộc đại chiến. Có đến phân nửa súng ống được điều động cho trận tuyến Ni Bố Sơ. Bất luận về binh lực hay hỏa khí bên quân Thanh cũng nhiều hơn gấp mấy lần. Cánh quân La Sát đột nhiên ngó thấy rất nhiều súng lớn, đều ngơ ngác nhìn nhau, lộ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Các tướng thống lĩnh quân đội vội truyền lệnh đóng cổng thành lại. Nhưng quân Thanh cũng không đánh thành, lúc này đội trưởng, phó đội trưởng và một tên tiểu đội trưởng đoàn kỵ binh Kha Tát Khắc đã bị song nhi điểm huyệt không nhúc nhích được. Ba tên này đứng ở chỗ đất trống coi chẳng khác gì nhưng pho tượng gỗ. Các binh tướng la sát hối hả chạy vào thành, chưa kịp lưu tâm đến. Bây giờ đứng trên mặt thành nó thấy đều lấy làm kinh dị, nhưng chẳng ai dám chạy ra cứu viện. Sau chừng nửa giờ họ thấy ba người vẫn đứng chơ không nhúc nhích, một đội kỵ binh kha tát khắc mở cửa thành đến cứu. Nhưng đội kỵ binh này mới đi được hơn 10 trường, bỗng nghe quân thanh nổ mấy phát súng lớn. Tướng thủ thành vội nổi hiệu lui quân, đội kỵ binh kha tát khắc lại lật đật quay về. Chúng sợ quân thanh kéo đến thì cả đội quân đi cứu viện cũng bị vây hãng. Quân hai bên cách nhau đến mấy trường, ở đằng xa ngó thấy ba người đứng không nhúc nhích, tư thế rất quái dị rất lấy làm kỳ. Bỗng nghe quân thanh nổ lên chàng cười ho hố, hết thảy la sát binh càng kinh hãi hơn vì tiểu bảo đưa bọn phi yến đa la vào trong doanh trướng chủ khách an tỏa rồi bọn thân binh bưng trà ra mời vì tiểu bảo chỉ cười hì hì chứ không nói gì phi yến đa la tức giận lên tiếng công tước đại nhân đại nhân đừng đem tệ nhân ra làm cho cười nữa đại nhân muốn giết thì giết quách đi cho rồi vì tiểu bảo cười đáp bản xứ cùng hầu tước đại nhân là chỗ bạn hữu sao lại giết nhau được bây giờ chúng ta lại bàn đến chuyện phân chia cương giới gã cho là lúc này các đại thần bên đối phương đã lọt vào tay mình thì bất luận mình đưa ra điều khoản gì, họ cũng khó lòng chống lại. Không ngờ Phi Yến Đa La là một quân nhân xuất thân bản tính rất quật cường. Hắn ngang nhiên đáp tệ nhân là tù binh của đại nhân, không còn là sứ thần ngang hàng để thương nghị việc hoạch định cương giới nữa. Tệ nhân đã ở dưới sự uy hiếp của đại nhân thì điều khoản gì cũng không thể đàm phán được. Dù đàm phán thành tựu, kiềm chữ rồi, cũng coi là vô hiệu. Vì tiểu bảo hỏi, sao lại vô hiểu? Phi Yến la đáp, nhất thiết mọi điều khoản đều do đại nhân định đoạt, thì còn đàm phán cái gì? Đại nhân không thể bức bách tệ nhân đàm phán được. Vì tiểu bảo hỏi, sao lại không bức bách đại nhân đàm phán được? Phi Yến la đáp, nói tóm lại là tệ nhân không chịu khuất phục. Đại nhân vung đao chém hay nổ súng bắn chết tệ nhân thì cứ việc động thủ đi, vì tiểu bảo cười hỏi, nếu bản xứ kêu người lột trần hầu tước thì sao? Phi Yến Đa La tức giận đến cùng cực, đứng phát dậy quát, ngươi, hắn vừa nói được tiếng ngươi, đột nhiên quần tụt xuống, vội đưa tay nắm lấy. Nguyên đai quần hắn đã bị đứt, lúc ngồi trên ghế, không cần để tay giữ cạp quần. Trong cơn thịnh nộ, hắn đứng phát dậy, quên mất vụ này. May mà hắn còn cứu vãn kịp thời, chưa đến nỗi hở hang làm cho xấu mặt. Các đại quan và bọn tùy tùng bên thanh ở trong chướng không sao nhịn được đều nổi lên chàng cười rô. Phi Yến Đa La tức giận đến sắc mặt lợt lạt mà hai tay vẫn phải nắm giữa cạp quần, bộ dạng coi rất tức tươi. Hắn toàn đưa ra những lời khích ngang khẳng khái một phen cho bỏ tức. Khốn nỗi hai tay còn bận việc, không thể chỉ trỏ vông múa cho thêm uy thế. Hắn muốn hiên ngang cũng chỉ đến được hạn độ nào mà thôi. Phi Yến Đa La hắng giọng mấy tiếng, ngồi xuống nói ta là khâm sứ của sa hoàng bệ hạ nước La Sát, ngươi không làm nhục ta được bậc đại trưởng phu thà chết chứ không chịu nhục. Vì tiểu bảo đáp hầu tước đại nhân cứ yên lòng, bản xứ không làm nhục đâu, chúng ta hãy hòa hào mở lại cuộc đàm phán phân chia cương giới. Phi Yến Đa La móc túi lấy khăn bịt cửa miệng buộc quanh ra sau gáy để tỏ ý không lên tiếng về cuộc hòa đàm. Vì tiểu bảo sai thân binh đem rượu ngon nhắm tốt bầy lên bàn. Gã rót rượu ra chung, cười nói mời đại nhân, đại nhân bất tất phải khách sáo. Phi Yến Đa La ngửi thấy mùi rượu thơm mát không nhịn được, cởi khăn tay, nâng chung lên uống, vì tiểu bảo cười hỏi, hầu tước đại nhân lại dùng đến miệng ư. Phi Yến Đa La uống rượu ăn thịt, vẫn không trả lời, tỏ ra dùng miệng để ăn uống chứ không để nói. Vì tiểu bảo tiếp tục khuyên mời, gã nghĩ bụng cho hắn uống say hoặc giả làm cho hắn phải khuất phục. Không ngờ Phi Yến Đa La uống mười mấy chung rồi, cầm khăn lau miệng xong bịt lại buộc chàng ra sau như trước vì tiểu bảo thấy tình trạng này không khỏi bật cười gã sai thân binh dẫn hắn vào hậu trướng nằm nghỉ và ra lệnh canh giữ nghiêm mật vì tiểu bảo cùng bọn sách ngạch đồ đông quốc cương ngồi lại bàn cách đối phó đông quốc cương nói thằng cha này quật cường như vậy hắn kiên quyết không chịu cùng chúng ta mở cuộc hòa đàm mà chịu tha hắn về thì thật chẳng cam tâm chút nào sách ngạch đồ hiến kế hãy giam giữ hắn 10 ngày hay nửa tháng mỗi bữa làm thịt mấy tên quỷ la sát trước mặt hắn thử xem hắn có quật cường mãi không. Đông Quốc Cương đáp nếu chúng ta bức bách quá, hắn tự tử thì thật dây ra. Chúng ta dùng võ lực bắt đại thần của đối phương ép việc nghị hòa, không chừng hoàng thượng còn ra tội bọn mình nữa. Sách ngạch đồ gật đầu nói, đông công gia nói thế là phải, mình cứ một mực dùng cương cũng không được. Các đại thần thương nghị hồi lâu vẫn chưa tìm ra diệu sách, bữa nay bắt được phi yến đa la tuy là một phen thắng trận, nhưng không hợp với chủ ý của vua Khang Hy trong cuộc mưu hòa, mà còn phản bội đại kế của triều đình. Nếu không khéo xử lý sẽ phạm vào trọng tội vi trì. Sau các đại thần đều khuyên vi tiểu bảo nên buông tha phi yến đa la. vì tiểu bảo đáp được rồi, chúng ta hãy giữ hắn lại một đêm, sáng mai sẽ thả về cũng chưa muộn. Gã vào tầm trướng bước lui rồi lại bước tới để suy nghĩ kế hoạch đột nhiên gã lầm bầm, bữa trước ta đã theo bài học của Gia Cát Lượng phóng hỏa đốt hang bàn xa và đại thắng ở Nhã Tát Khắc. Nay ta lại học Chu Du chơi tưởng cán ở hội quần Anh. Gã tính toán hồi lâu sắp đặt kế hoạch rồi trở ra quân chướng. Vì tiểu bảo truyền thân binh đi mời vị giáo sĩ Hà Lan tới để dặn dò mật kế. Gã lại sai người kêu hoa bá tư cơ và tề lạc nặc phu vào chướng khẽ dặn làm như thế, như thế gã còn gọi bốn tướng và đội trưởng đội thân binh vào bảo làm như vậy như vậy. Mọi người lãnh mạng lui ra, hoa bá tư cơ và tề lạc nắc phu tuy biết vụ này cực kỳ ngoắt ngoéo, nhưng ngó thấy bốn tên thân binh tay cầm đại đao lăm lăm đứng ở phía sau dĩ nhiên chúng chỉ còn cách vâng dạ luôn miệng, không dám phản bội. Phi Yến Đa La nằm nghỉ trên giường trong hậu trướng, những luồng tư tưởng nổi lên như sóng cồn. Lúc thì kinh hãi, lúc lại hối hả hắn chằn chọc không sao ngủ được. Bỗng nghe tiếng ngáy như sấm ở ngoài cửa trướng, ba tên lính canh đều là thân binh ngủ say cả rồi. Phi Yến Đa La nghĩ bụng, ta đã lọt vào tay bọn man tử Trung Quốc mà không chịu những điều khoản của chúng đưa ra, tất khó bề thoát thân. Sáng mai tên tiểu quỷ kia không chừng nổi nóng vung đao chém giết mình, há chẳng oan uổng du. May mà trời còn thương, ba tên quân canh ngủ cả rồi. Chi bằng ta mạo hiểm trốn đi. Hắn liền rón rén ngồi dậy, cởi sợi dây da đeo trên vai xuống để thắt lưng cho khỏi tụt quần. Phi Yến Đa La cất bước nhẹ nhàng lần về phía cửa trướng, vẫn thấy ba tên thân binh tựa vào cột trướng ngủ say. Hắn vươn tay ra sau lưng một tên thân binh định rút lấy thanh bội đao. Ngón tay hắn sắp đụng vào đốc đao thì đột nhiên tên thân binh này ngáp dài một cái. Phi Yến Đa La giật mình kinh hãi, vội rụt tay về. Sau một lúc, hắn không thấy động tĩnh gì lại toan cử động rút bội đao của tên thân binh khác. Giữa lúc ấy tên thân binh kia vươn vai một cái, miệng nói mấy câu mơ ngủ. Phi Yến Đa La không dám chần chừ, gión rén bước ra cửa trướng, mừng thầm ba tên thân binh đều không phát giác. Phi Yến Đa La ra ngoài trướng rồi, đứng thu mình trong bóng tối. Bỗng thấy bên ngoài có bọn vệ binh tay cầm đèn lồng, tay cầm đơn đao đi tuần tiễu Phi Yến Đa La đảo mắt nhìn quanh thấy ba mặt bắc, đông, nam đều có quân lính đi tuần chỉ một mặt tây là tối mò dường như không người hắn liền từ từ cất bước tiến về phía đó mỗi khi thấy đội quân tuần phòng tới gần hắn lại co mình đứng nép vào sau trướng bồng may mà dọc đường đi về phía tây hắn được bình yên vô sự phi yến đa la vừa đến phía sau tòa đại trướng đột nhiên mé tây có đội tuần tiễu đi tới hắn vội ẩn vào sau trướng Phi Yến Đa La đột nhiên vẳng nghe trong chướng có người nói chuyện mà nói bằng tiếng la sát. Hồi 240, phân cương giới Trung Hoa thắng lợi. Bỗng thấy người kia nói công tước đại nhân quyết ý dẫn binh đến đánh mạc tư khoa tuy chẳng phải là việc không thể làm được, có điều đường xá xa xôi cực kỳ nguy hiểm. Phi Yến Đa La nghe đến câu công tước đại nhân quyết ý dẫn binh đến đánh mạc tư khoa. Bất giác giật mình kinh hãi, liền cúi rạp xuống, vạch chân chướng bồng ra dòm vào hắn không ngó còn khá, vừa ngó vào đã chống ngực đánh hơn chống làng. Trong chướng đèn lửa sáng hơn ban ngày, vì tiểu bảo toàn thân mặc nhung trang ngồi ở chính giữa. Hai bên mười mấy đại tướng thị lập, phía dưới mấy chục tên thân binh tay cầm đại đao sáng loáng. Người vừa nói chính là giáo sĩ Hà Lan đứng cạnh bàn Vi Tiểu Bảo. Lại nghe Vi Tiểu Bảo lên tiếng, chúng ta già vờ ở đây cùng khâm sai đại thần nước la sát thương nghị hoạch định cương giới cuộc hòa đàm kéo dài một tháng, hai tháng, rồi hơn nữa và Thủy Trung vẫn không đi tới kết quả. Đại quân ngấm ngầm nổ trại nhắm phía tây trực chỉ, Sa Hoàng và nhiếp chính nữ vương nước La Sát thỉnh thoảng lại nhận được báo cáo đưa về Phúc Trình nói công cuộc nghị hòa đang tiếp tục tiến hành dĩ nhiên họ không nghi ngờ và không phòng bị. Đại quân Trung Quốc kéo đến chân thành mạc tư khoa tấn công một cách đột ngột là có thể bắt được hai tên Sa Hoàng và Tô Phi Á công chúa vụ này há chẳng là một công lao rất lớn giáo sĩ hà lan đáp tệ nhân chẳng hiểu gì về việc hành quân đánh trận có điều một mặt nghị hòa với người la sát lại một mặt dẫn binh đến đánh lén kinh thành của họ thì ra không đếm xỉa gì đến tín nghĩa hay sao đạo lý của đức thượng đế giáo huấn người đời không được lừa gạt cũng không được nói dối vì tiểu bảo cười nói ha ha đây là người la sát không thủ tín trước hai bên đã giao hẹn khi hội nghị vệ binh không được đem theo hỏa khí thế mà bọn họ mỗi người đều ngấm ngầm dắt súng trong mình. Chúng lừa gạt người được chẳng lẽ bọn ta không lừa gạt lại chúng hay sao? Cái đó kêu bằng ăn miếng trả miếng, chứ không phải man trá. Giáo sĩ Hà Lan đằng hắng một tiếng, hồi lâu mới nói, tệ nhân khuyên công tước đại nhân không nên mở quốc chiến trinh là hơn, vì hai nước giao tranh sẽ gây chết chóc cho con dân hai nước, tức là con dân của thượng đế. Vì tiểu bảo xua tay lia lịa đáp giả tỷ phi Yến Đa La chịu đàm phán một cách công bằng nhường cho Trung Quốc chiếm thêm một chút thổ địa thì cuộc hòa đàm đã đem lại kết quả rồi. Nhưng hắn không chịu nhường một tấc đất, chúng ta hãy khởi binh đánh chiếm mạc tư khoa, thử xem bọn người la sát còn nói được gì nữa không. Phi Yến Đa La càng nghe càng bờ vía la thầm lại đức thượng đế, bọn man từ Trung Quốc này hành động vô pháp vô thiên lớn mật làm càng lại nghe vi tiểu bảo hỏi bữa nay ta chỉ phái một tên thân binh đụng đầu ngón tay vào mình ba tên đội trưởng kha tát khắc mà cho đến bây giờ chúng vẫn không nhúc nhích được giáo sĩ có trông thấy không giáo sĩ hỏi lại tệ nhân trông thấy rồi đó là ma gì mà kỳ lạ vậy vi tiểu bảo đáp thứ ma thuật này ở trung quốc nguyên được thành cát tư hãn truyền cho từ trước gã háng giọng nói tiếp thành cát tư hãn đã dùng pháp thuật đó đánh người la sát khiến họ chỉ còn đường quỳ xuống đầu hàng nay bọn ta lại theo phương pháp cũ của thành cát tư hãn để đánh nước la sát, nhất định có thể chinh phục được. Phi Yến la bụng bảo giả, ngày trước người Mông Cổ chỉ có hai vạn nhân mã mà đánh tới Ba Lan, hung ra lợi, khắp thiên hạ không ai cản nổi, thì ra chúng đã dùng ma thuật. Người phương Đông thật cổ quái, bọn họ mà dùng pháp thuật thì, thì làm thế nào? Lại nghe giáo sĩ nói, nếu bọn người la sát nổ súng từ đằng xa thì ma thuật của các vị sẽ thành vô dụng vì tiểu bảo cười đáp vì thế mà bọn ta phải giả vờ tiếp tục cuộc đàm phán ở đây còn quân đội kéo đến đánh lén mạc tư khoa gã dừng lại một chút rồi tiếp bản xứ đã đến mạc tư khoa trong thành này rất nhiều người thát đát binh sĩ của chúng ta đã hóa trang làm bọn người mục xúc thát đát để trà trộn vào thành tất bọn quân canh la sát không phát giác được phi yến đa la nghe tới đây sau lưng ướt đẫm mồ hôi hắn nghĩ thầm tên tiểu quỷ trung quốc này mà dùng độc kế đó thì thật là nguy hại quân trung quốc hóa trang làm bọn mục xúc thát đát trà trộn vào thành bên ta để thi triển ma thuật thì làm sao chống lại được hắn không hiểu song nhi đã dùng thủ thuật điểm huyệt ba tên đội trưởng kha tát khắc điểm huyệt là một công phu rất cao thâm về võ học nội công phải luyện đến trình độ thượng thừa mới sử dụng được trong mấy vạn quân thanh chỉ một mình thì học được công phu điểm huyệt Phi Yến Đa La lại tưởng môn ma thuật này hễ có người truyền thụ là ai cũng phát huy được. Nếu chỉ đụng một ngón tay đủ làm cho đối phương hết nhúc nhích thì mấy vạn quân Trung Quốc dùng cách này đến công tập mạc tư khoa e rằng có thể đưa người la sát vào đường vong quốc diệt trùng Lại nghe giáo sĩ nói, công tước đại nhân phái hai vạn quân Trung Quốc trà trộn vào thành mạc tư khoa, lại dùng ma thuật của thành cát tư hãn kiềm chế bọn thủ quân la sát, thì việc bắt hai vị sa hoàng cùng nhiếp chính nữ vương quả có thể thành công được. Nhưng, nhưng vụ này cần phải giữ cực kỳ cơ mật. Khi đại quân tiến về phía Tây đừng để bọn người la sát hay biết. Giáo sĩ hạ thấp giọng xuống nói tiếp công tước đại nhân, hiện nay nước la sát đã cực kỳ lớn mạnh, so với hồi thành cát tư hãn tiến đánh ngày trước khác nhau một trời một vực. Vì tiểu bảo đác bản xứ đã tới mạc tư khoa, tình hình nước la sát thế nào ta đều hiểu rõ hết. Sáng mai bọn ta thả phi yến Đa La về rồi cùng hắn mở cuộc đàm phán nhưng rằng co cho thật lắm chuyện thủy chung không chấm dứt được. Cuộc đàm phán ở đây kéo dài một bữa là đại quân Trung Quốc tiến gần Mạc Tư Khoa thêm một ngày đường. Giáo sĩ nói, đúng thế, đại nhân nhất thiết nên thận trọng, vụ này thật nguy hiểm vô cùng, vì tiểu bảo đáp bản xứ biết lắm, giáo sĩ cũng đừng môi hở răng lạnh để tiết lộ phong thanh, nhất là phải giữ gìn ý tứ, chớ để phi yến đa la sinh lòng ngờ vực. Giáo sĩ vâng lệnh lui ra vì tiểu bảo lại hạ lệnh truyền cho vương bát tử kê và chư lan hỏa phu vào đây một tên thân binh chạy ra ngoài chướng dẫn hoa bá tư cơ và tề lạc nặc phu vào vì tiểu bảo nhìn hai người nói sáng sớm mai ta phái hai đội nhân mã đến mạc tư khoa để đưa lễ vật rất trọng hậu tặng cho tô phi á công chúa vì đường xá xa xôi lại lắm trộm cướp nên phải phái nhiều quan binh bảo vệ lễ vật để phòng chuyện bất chắc có thể xảy ra hoa rá tư cơ đáp từ đây tới mạc tư khoa chỉ có số ít cường đạo là bọn người thát đát chẳng lấy gì làm nguy hiểm cho lắm xin công tước đại nhân cứ yên tâm vì tiểu bảo mắng liền người thì còn biết gì mà nói những bọn cường đạo thát đát thường thường đến tám chín nghìn người một toán có khi lên tới mấy vạn không chừng hoa rá tư cơ và tề lạc nặc phu đưa mắt nhìn nhau ra vẻ không tin vì tiểu bào hỏi ta phái hai đại đội nhân mã chia hai ngả đường Nam Bắc tiến đến Mạc Tư Khoa, vương bắt tử kê làm hướng đạo cánh quân mặt Bắc, chư la nọa phu làm hướng đạo cánh quân ngả Nam. Hai nẻo đường này đi qua những đâu để tới kinh thành nước La Sát. Hoa hóa tư cơ đáp nẻo đường mặt Nam lúc bắt đầu cũng vậy, tức là đi tới hồ bối gia nhĩ rồi rẽ về phía Tây Nam, qua một địa phương đông người cư trú kêu bằng hợp tác khắc. Từ đó cứ nhằm phía Tây trực chỉ qua áo nhĩ tư khắc ô lạp nhĩ tư khắc là tới mặc tư khoa vì tiểu bảo gật đầu nói phải rồi cứ như vậy mà tiến lễ vật cùng thư tín của ta sẽ do sứ giả trung quốc đưa tới công chúa hai người chỉ phụ trách việc dẫn đường mà thôi dẫn đường tử tế thì ta sẽ trọng thưởng dẫn đường sai chật thì vị tướng quân trung quốc dẫn binh đi sẽ chặt đầu các ngươi công việc là như vậy các ngươi hãy lui ra hai tên đội trưởng la sát lui ra rồi vì tiểu bảo cầm lệnh tiễn màu vàng để phát hiệu lệnh. Những đại tướng Trung Quốc khom lưng đón lấy lệnh tiễn, Phi Yến Đa La ẩn mình trong bóng tối không hiểu vi tiểu bảo nói những gì. Chỉ thấy bọn đại tướng Trung Quốc tiếp lệnh tiễn rồi đều lộ vẻ khẳng khái hiên ngang, vỗ ngực vung quyền, trò trời vạch đất, tỏ ra cao quyết với chủ xó ai làm cho nên việc. Lại có người đưa tay lên làm hiệu chém cổ mình, kẻ thì rút trì thủ làm hiệu đâm vào ngực. Miệng chúng không ngớt nói đến mạc tư khoa. Dĩ nhiên Phi Yến Đa La đoán ngay là bọn tướng Trung Quốc thề nguyền với chủ tướng nếu họ không hạ được Mạc Tư Khoa sẽ xin tự sát cho nghiêm quân lệnh. Phi Yến Đa La lại nghe Vi Tiểu Bảo nói lý la lý lố một hồi. Kế đó bốn tên thân binh lấy một tấm địa đồ lớn giải ra ở trên bàn hướng về Phi Yến Đa La, lại thấy Vi Tiểu Bảo trỏ tay vào chỗ thành ni bố sở, di động ngón tay theo đường vạch đỏ đưa về phía tây cho tới chỗ khuyên tròn đỏ. Phi Yến Đa La tuy không hiểu văn Trung Quốc nhưng coi phương vị cũng biết chỗ khuyên tròn đó là thành mạc tư khoa. Vì tiểu bảo nói một hồi, lại trỏ tay vào con đường vạch đỏ khác cũng đưa tới mạc tư khoa. Phi Yến Đa La bụng bảo giả bọn man tử Trung Quốc này thật là khả ố. Té ra chúng đã lập tâm và chuẩn bị đánh mạc tư khoa. Vì tiểu bảo nói một hồi nữa, thỉnh thoảng gã đưa tên Phi Yến Đa La vào câu chuyện các tướng nghe đến tên Phi Yến Đa La lại nổi lên chàng cười ha ha. Phi Yến Đa La nghĩ thầm, bọn chúng đang cười ta là mốc dại. Chúng đưa việc đàm phán hoạch định cương giới chỉ là cho lừa gạt để kéo dài thời gian đặng ngấm ngầm đưa quân đến đánh lén Mạc Tư Khoa. Hừ, ta không mắc bẫy bọn ngươi đâu. Phi Yến Đa La nghĩ tới đây, từ từ đứng lên, bụng bảo giả, nhờ Đức Thượng Đế bảo hộ khiến ta phát giác ra ngụy kế trọng đại của bọn man từ Trung Quốc vụ này chứng tỏ đức thượng đế quyến cố đến nước la sát nhất định quốc vận đang hưng thịnh sáng mai bọn chúng sẽ tha ta về vậy đêm nay bất tất phải mạo hiểm trốn đi nữa hắn thấy mé tây quân tuần tiễu đi lại không ngớt còn mặt đông một màu tối đen tựa hồ không người hắn liền len lén đi qua phía đó để về chỗ ngủ hắn mừng thầm không bị thanh binh phát giác phi yến đa la tới ngoài trướng vẫn thấy ba tên vệ binh canh gác đang say sưa ngủ liền tiến vào nằm ngủ Sáng sớm hôm sau, vệ binh đưa đồ ăn sáng rất phong thịnh vào. Phi Yến Đa La ăn xong thì thấy người của Vi Tiểu Bảo phái đến mời. Hắn theo vệ binh tới trung quân trướng. Vi Tiểu Bảo cười hỏi, hầu tước đại nhân đêm qua ngủ ngon chứ? Phi Yến Đa La đặng hắng một tiếng đáp, tệ nhân được vệ binh của công tước đại nhân bảo vệ rất chu đáo nên ngủ yên lắm. Vi Tiểu Bảo lại hỏi, bữa nay hầu tước đại nhân hết bực mình rồi chứ? chúng ta trở lại cuộc đàm phán phân chia cương giới nên chăng? phi yến đa la không đáp, hắn lấy khăn tay buộc miệng lại. vì tiểu bảo tức giận quát, ngươi vẫn quật cường thế này, ta phải giết ngươi lập tức. phi yến đa la tuyệt không sợ hãi chi hết, bụng bảo giả gã đã nhất định bữa nay tha ta, bây giờ gã giả bộ làm oai làm phước, ta đâu có sợ? vì tiểu bảo nổi nóng một hồi, thấy phi yến đa la thủy chung không chịu khuất phục chẳng biết làm thế nào đành đổi giọng, hay lắm, hầu tước đại nhân quả là người dũng cảm, bản xứ rất lấy làm khâm phục, gã dừng lại một chút rồi tiếp, bây giờ bản xứ thả hầu tước về, chuyến này hầu tước đã phải một phen tân khổ, vậy hầu tước hãy nghỉ ngơi mươi bữa rồi chúng ta sẽ thương nghị phân chia cương giới. Phi Yến Đa La nghĩ thầm, gã cố tình kéo dài cuộc đàm phán, e rằng hiện giờ gã đã xuất phát quân đội lên đường đánh lén Mạc Tư Khoa phen này nhất quyết ta không chịu mắc lừa gã. Hắn tính vậy liền đáp, công tước đại nhân tha về, tệ nhân xin đa tạ. Để tỏ lòng thành thật của chúng ta, tệ nhân đề nghị chúng ta mở cuộc đàm phán ngay chiều hôm nay, hà tất phải đợi 10 ngày nữa. Vì tiểu bảo nói, vụ này không nên gấp rút, chúng ta cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi tùng thẳng hãy đàm phán cũng không muộn. Phi yến La đã, quân thượng hai nước đều mong cuộc đàm phán sớm thành tựu chúng ta hãy phê kiềm điều ước hoạch định cương giới rồi hãy nghỉ ngơi hay hơn vì tiểu bảo nói thế cũng được vậy sau năm ngày hầu tước sẽ trở lại đàm phán phi yến đa la lắc đầu đáp không nên trần trừ nữa chúng ta đàm phán ngay bữa nay vì tiểu bảo hỏi làm chi mà vội thế ba ngày nữa sẽ hội họp được không phi yến đa la đáp không được xin đàm phán ngay bữa nay vì tiểu bảo lại lằng nhằng bảo hắn hãy nghỉ hôm nay để đến mai sẽ bàn nhưng hắn nhất định đòi khởi sự ngay buổi chiều vì tiểu bảo làm bộ bất đắc dĩ thở dài nói hầu tước đã kiên quyết như vậy bản xứ đành nhượng bộ nhưng bản xứ cảnh cáo hầu tước trước là cuộc đàm phán phân chia địa giới này bản xứ nhất quyết không chịu nhượng bộ chắc chúng ta phải đi đến chỗ mặc cả từng thước từng tấc đất phi yến la lẩm bẩm hoạch định cương giới tranh giành từng tấc đất khó lòng đi đến chỗ thỏa hiệp để bọn ngươi đủ thì giờ kéo quân đến đánh mạc tư khoa chứ gì người tưởng ta mốc đến thế ư? Hắn đứng lên nói, tệ nhân xin cáo từ, đa tả công tước đại nhân đã cho ăn uống, vì tiểu bảo đưa phi yến đa la ra cửa trướng, lại phái một đội đằng bài thủ hộ tống hắn về thành nghi bố sơ. Còn hơn 200 kỵ binh kha tắt khắc vẫn bị giữ lại chưa được buông tha. Phi Yến Đa La ra khỏi quân trướng thấy chỗ dựng quân doanh hôm trước nay đã trống không. Đại đội thanh quân nhổ trại kéo đi hết rồi hắn ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm, bọn man tử Trung Quốc nói làm là làm, quả thật lợi hại. Đoàn người đến chỗ đàm phán hôm qua thấy ba tên đội trưởng Kha tát khắc vẫn đứng chơ ra đó, tư thế giống hệt hôm trước, một tên quan quân nhỏ bé bên thanh vọt tới trước mặt ba tên đội trưởng kia niệm chú rồi hô lớn, thành cát tư hãn, thành cát tư hãn, đoạn y tiến lại vỗ vào mình ba người mấy cái, ba tên đội trưởng liền tư tư cử động được, nhưng chúng đứng đã nửa ngày và một đêm, mỏi mệt quá chừng, hai chân tê trồn, phải ngồi phệt xuống đất. Sáu tên quân đằng bài lại nâng đỡ chúng dậy và dắt đi mấy chục trượng rồi ba tên đội trưởng mới tự động cất bước được. Phi Yến Đa La lại càng kinh hãi nghĩ bụng ma thuật của thành cát tư hãn truyền lại cho bọn chúng lợi hại phi thường. Trách nào ngày trước đội quân của thành cát tư hãn tung hoành thiên hạ không ai địch nổi. May mà hiện nay đã phát minh hỏa khí, khiến địch nhân chẳng thể tới gần được không thì bọn dị giáo đồ Trung Quốc lại toàn thống trị toàn thế giới mà bọn chính giáo chúng ta tin tưởng đức thượng đế đều biến thành nô lệ của họ bọn đằng bài thủ bên thanh hộ tống phi yến đa la đến trước cửa Đông thành nghi bố sở mới quay trở lại phi yến đa la hỏi lại ba tên đội trưởng kha tát Khắc về tình hình chúng phải ma thuật chúng đều nói là lúc đó bỗng cảm thấy sau lưng đau nhói lên một cái rồi lập tức toàn thân không nhúc nhích được phi yến nala lại hỏi các ngươi có đeo thánh giá trong mình không ba tên đội trưởng cởi vạt áo để lộ cây thập tự giá đeo ở cổ phi yến nala trao mày nghĩ bụng mà pháp của thành cát tư hãn thật là ghê gớm cả thập tự giá của thượng đế cũng không trừ được tà thuật hắn liền viết ba bản tấu phái 15 tên quân kỵ chia ba ngả cấp tốc về mạc tư khoa để báo tin quân đội trung quốc đã xuất phát lên đường tập kích trung hóa trang làm bọn mục xúc thát đác để trà trộn vào kinh thành cần phải phòng thủ nghiêm mật vào khoảng giữa trưa ba bọn đưa tin lục tục trở về thành nói là các nẻo đường đi về phía tây đều bị quân trung quốc ngăn chặn chúng thấy kỵ binh la sát còn ở đằng xa đã bắn tên lại không thể đi qua được phi yến đa la trong lòng vừa buồn bã vừa nóng nảy bụng bảo giả bây giờ chỉ còn cách cùng bọn man tử trung quốc lập điều ước phân chia cương giới thật lẻ. chúng ký điều ước rồi mới chịu triệt binh quay về giờ mùi hôm ấy Phi Yến Đa La cùng hơn 10 viên tùy viên đến chướng bồng là nơi hội nghị hai nước. Lần này hắn không đem một tên kỵ binh kha tát khắc nào đi theo để tỏ ra chẳng có ý gì khác. Và lại dù đem vệ đội đi theo mà không chống lại được ma thuật của thành cát tư hãn thì chẳng ích gì. Phi Yến Đa La học vấn nguyên bác, kiến thức sâu rộng, làm việc mẫn cán. Hắn vốn không phải là người dễ lừa bịp, nhưng lòng người la sát khiếp sợ thành cát tư hãn đã thành thâm căn cố đế thuật điểm huyệt của song nhi lại cực kỳ tinh diệu chính mắt phi yến đa la đã trông thấy thì còn không tin thế nào được phi yến đa la đến trướng bổng trước lát sau bọn vi tiểu bảo sách ngạch đồ đông quốc cương cùng các đại thần bên thanh cũng lục tục kéo đến vi tiểu bảo thấy đối phương không đem vệ đổi cũng ra lệnh cho bọn đăng bài thủ rút lui hai bên ngồi vào bàn hội nghị chỉ nói mấy câu khách sáo tuyệt không nhắc tới những chuyện hôm trước Phi Yến Đa La lập tức xin đi vào việc thương nghị phân chia cương giới. Hắn chỉ mong cuộc đàm phán thành tựu mau chóng, nên điều gì cũng chịu nhượng bộ, thái độ khác hẳn bữa trước. Vì tiểu bảo cười thầm trong bụng, biết là mưu kế, chu du quần anh hội ý tưởng cắn, của mình đã thành công. Gã chẳng hiểu gì về việc hoạch định cương giới. Vụ này do sách ngạch đồ chủ trương và giáo sĩ phiên dịch những điều khoản thương nghị với đối phương, Sách Ngạch Đồ và Phi Yến Đa La lấy một tấm địa đồ lớn trải lên bàn. Sách Ngạch Đồ trỏ ngón tay vào không ngớt đưa lên phía Bắc. Phi Yến Đa La trao mày đưa ngón tay từng chút một lui về phía Bắc tỏ ra chịu nhượng bộ. Theo ngón tay trỏ trên địa đỏ chỉ lui một tấc là cả trăm dặm đất đai thuộc về lãnh thổ Trung Quốc. Vì tiểu bảo coi hai bên vừa trỏ vừa nói một hồi lâu phát ngán, liền qua bàn bên cạnh ngồi riêng một mình rồi sai thị vệ lấy kẹo bánh cho mình điểm tâm phi yến đa la đã quyết tâm thoái nhượng nhưng sách ngạch đồ vẫn e rè tựu chung xảy ra biến cố nên cũng không dám làm quá văn tử trong điều ước rất nghiêm cẩn không để chỗ nào sơ hở giáo sĩ hai bên nhất nhất dịch thành chữ Latin, hai bên bàn lui bàn tới cũng mất rất nhiều thì giờ đến chiều ngày thứ ba mới lập xong điều ước ni bố sơ sáu điều khoản toàn bộ được hai bên thỏa thuận vì tiểu bảo nghe sách ngạch đồ và đông quốc cương giải thuyết biết là nội dung điều ước đem thắng lợi cho Trung Quốc rất nhiều. Giải đất cắt về Trung Quốc rất rộng, so với chỉ dụ của vua Khang Hy, cương giới đi xa hơn nhiều. Điều ước lập thành bốn bản, một bản Trung Quốc văn, một bản La Sát văn và hai bản La Tinh văn. Trong điều ước lại nói rõ nếu văn tự có chỗ nào không hợp thì dùng bản La Tinh văn làm chuẩn đích. Mực mài thật đặc, bút dằm rất kỹ để cung thỉnh khâm sai đại thần Trung Quốc kiềm tự vì tiểu bảo nhận thức được ba chữ tên mình, nhưng cũng có lúc chữ trương nhận lầm là chữ vi, chữ mại, tường là chữ bảo, vì những chữ này nhiều nét, gã nhớ phảng phất chứ không biết viết. Chỉ khi nào ba chữ đi liền nhau gã mới khỏi nhận lầm, nếu bảo gã viết thì chỉ có chữ tiểu là gã miễn cưỡng đối phó được. Còn chữ vi ở trên và chữ bảo ở dưới, gã chẳng tài nào viết thành chữ. Gã vốn mặt dày ít khi hồi thẹn mà lúc này cũng mặt đỏ như son. Mặt gã đỏ không phải vì giận ai, cũng chẳng phải say rượu, mà là gã thẹn thùng. Sách ngạch đồ là chi kỳ của vi tiểu bảo đã biết rõ gã không đọc sách, liền tìm lời chống chế những loại giấy má về hợp đồng, chỉ cần kiềm bút tích là được. Vì đại nhân ngoáy một chữ, tiểu, cũng là kiềm tự rồi.